Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 78. Ngô Bình nhìn về phía người đó, tên này cười lạnh nói, nhìn cái gì mà nhìn? Hay anh không dám cho chúng tôi soát người? Ngô Bình thờ ơ nói, tôi nhìn anh như vậy rồi thì anh không sống nổi một tháng nữa đâu. Người kia nổi điên, thằng khốn, mày dọa tao đấy à? Ngô Bình, đúng, tôi đang dọa anh đấy. Người kia cười lạnh, chưa có ai dám dọa Nguyên Hổ tao bao giờ, mày là người đầu tiên đấy. Long Tượng Thiên Tôn, cậu bỏ hết đồ trong người ra đây cho tôi kiểm tra, nếu không có đồ của tôi thì tôi sẽ thả cậu đi. Đương nhiên Ngô Bình không thể để những người này kiểm tra pháp khí chứ đồ của mình, vì anh đã cất khá nhiều đồ quý, muốn thế thì phải bước qua xác tôi. Long Tượng Thiên Tôn cau mày, thầy Ngô, cậu nên biết điều thì hơn. Ngô Bình, nói nhiều mà làm gì, tôi không muốn nói nữa, ai muốn đánh nhau lên lên đi. Đúng là hống hách, người tên Nguyên Hổ cười lạnh nói, mày tưởng mình đánh lại được Kim Tiên Bán Bộ à? Long Tượng Thiên Tôn cũng xa sầm mặt nói, cậu chắc chưa? Thánh chỉ đến. Đột nhiên có một tia sáng chiếu xuống, sau đó có một nhân viên của triều đình nước Long xuất hiện, theo sau là hàng trăm cấm quân, người đó cao giọng nói, Thánh Hoàng đế của nước Long có lệnh, Ngô Bình là tổng đốc nên không thể có chuyện ăn cắp được, yêu cầu viện trưởng mau thả người, không thì sẽ phạm trọng tội, khâm thử. Nghe thấy thánh chỉ xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không ai biết tại sao Hoàng đế của nước Long lại đứng về phe Ngô Bình. Long Tượng Thiên Tôn nổi giận, Tiêu Nguyên Tôn, ông dám nói chuyện với tôi thế à? Người đọc thánh chỉ sầm mặt nói, viện trưởng, ông hãy cẩn thận lời nói, gọi thẳng tên của Hoàng đế ra như vậy là phạm trọng tội. Long Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói, học viện võ đạo do tôi toàn quyền quản lý, tôi phải xử lý người này. Người kia bình thản nói, tôi có mang một bảo bối đến, đó là nghịch quang châu, nó có thể quay ngược thời gian, cho chúng ta thấy được những việc xảy ra vào nửa tiếng trước. Long Tượng Thiên Tôn, lấy đây tôi xem. Người kia lấy một viên châu ra, bên trong có các phù văn kỳ diệu. Ông ấy đi đến trước ngôi nhà trúc, sau đó thi triển hạt châu. Ngay sau đó, hạt châu đã lóe sáng rồi rơi xuống đất. Trong màn sáng ấy, một cảnh tượng diễn ra trong quá khứ đã xuất hiện. Liên Thành Tượng dẫn Ngô Bình đến trước nhà trúc rồi hai người nói gì đó, tiếp theo Ngô Bình đã đi vào trong. Sau đó là đến cảnh tượng bên trong nhà, Ngô Bình chỉ đứng im một chỗ, nhưng xung quanh anh không hề có bình và chén quý của Long Tượng Thiên Tôn xuất hiện. Người kia tiếp tục tua ngược thời gian, mọi người đã nhìn thấy tu sĩ tên Nguyên Hổ lẻn vào trong nhà trúc rồi quan sát xung quanh, sau đó đã cầm cốc kim phượng và bình long đảm đi. Thấy thế, Nguyên Hổ biến sắc mặt rồi run giọng nói, viện trưởng. Tôi không cố ý lấy trộm đồ đâu, là Liên Thành Tượng bảo tôi làm vậy. Liên Thành Tượng nổi điên nói, vớ vẩn, tôi bảo anh trộm đồ khi nào? Anh giỏi nhỉ, mình trộm đồ mà dám vụ oan cho thầy Ngô, không thể tha thứ được. Nguyên Hồ đần mặt ra, đang định giải thích thì Long Tượng Thiên Tôn giã vung tay lên khóa miệng hắn lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Tượng Thiên Tôn không phải kẻ ngốc. Đương nhiên ông ta biết chuyện này có liên quan đến đứa cháu bên ngoại của mình. Nhưng dẫu sao Liên Thành Tượng cũng là cháu của ông ta nên ông ta phải lấp liếm chuyện này phòng hậu họa. Khóa miệng Nguyên Hổ xong, Long Tượng Thiên Tôn cười nói, ra là hiểu lầm, thầy Ngô, cậu đã được rửa oan rồi. Vị quan triều đình nói, Tổng đốc Ngô, bệ hạ bảo nếu rảnh thì mời người vào cung chơi. Ngô Bình, thần nhất định sẽ đến. Vị quan triều đình gật đầu nói, lão nô là thái giám của nha môn, tổng đốc cứ gọi là Trác công công. Ngô Bình, phiền Trác công công phải vất vả đến đây rồi. Trác công công xua tay, chuyện nhỏ thôi. Dứt lời, Trác công công nhìn sang Long Tượng Thiên Tôn rồi nói, viện trưởng, xin cáo từ. Trác công công đi rồi, Long Tượng Thiên Tôn lại sầm mặt nói, thầy Ngô, kiểm tra giáo viên ba sao phải chờ đến cuối năm nên cậu cứ về đi. Ngô Bình biết Long Tượng Thiên Tôn cố ý không kiểm tra cho mình, anh rất bực nhưng giờ không thể làm gì được nên đành nói, được. Ngô Bình rời khỏi đó rồi về chỗ ở của mình, anh về thì không thấy nhóm Diệp Huyền đâu. Hỏi thăm mới biết là nơi đây đã bị học viện thu hồi, nhóm Diệp Huyền cũng bị đuổi khỏi học viện. Ngô Bình tức điên người, anh vung tay chém một đường kiếm lên cao. Đường kiếm ấy chẻ đôi không gian, để lộ ra hư không tăm tối. Đường kiếm của anh rơi xuống khiến ai trong học viện võ đạo cũng phải dựng tóc gáy. Long Tượng Thiên Tôn cũng hết hồn vì đường kiếm ý mạnh mẽ ấy.
nếu không ngờ đã đột phá lên cảnh giới kim tiên bán bộ, khéo ông ta còn bị ảnh hưởng bởi nó. Lúc này, Long Tượng Thiên Tôn đang lườm cháu ngoại của mình rồi nói, Thành Tượng, hôm nay cháu hơi quá đáng rồi đấy, Ngô Bình này là thiên kiêu, lẽ ra học viện nên dốc toàn lực để bồi dưỡng, chứ không phải dồn cậu ta vào thế bí như vậy. Liên Thành Tượng cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề nên quỳ xuống nói, cậu ơi, trước đó cháu thấy cậu ta hống hách nên muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi, ai ngờ cậu ta lại giỏi đến thế. Cậu, rõ ràng là cậu ta không phục nên mới chém một kiếm lên cao như vậy, kiểu muốn bày tỏ sự bất mãn với cậu đấy ạ. Long Tượng Thiên Tôn hừ một tiếng rồi nói, dù cậu ta là thiên kiêu thì cũng chỉ mới ở cấp địa tiên thôi, không đáng để mắt đến. Nguyên Hổ vội nói, ý của viện trưởng là chúng ta sẽ tìm cơ hội để hạ nó ạ. Long Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói, hôm nay mà không bị các người xúi dục thì Thành Tượng có làm liều vậy không? Mấy người kia cúi đầu xuống, song Long Tượng Thiên Tôn không trừng phạt ai, mà chỉ nói, xem ra Hoàng đế đang lôi kéo Ngô Bình về phe mình, chúng ta với bên đó luôn không ưa nhau, nếu Ngô Bình không hàng phục bên mình thì cũng thể để cậu ta đi phục vụ cho phe khác được. Dứt lời, ông ta nhìn mọi người rồi nói, ba người hãy nghĩ cách triệt tiêu Ngô Bình, nếu không làm được thì đừng quay lại đây. Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh nói, vâng. Ngô Bình vẫn chưa đi xa, vì nhóm Diệp Huyền đã chuyến tới một ngôi nhà cách học viện không xa. Diệp Huyền, Triệu Thiên Lạc đều cảm nhận được khí tức của Ngô Bình nên vội vã đi tìm anh ngay. Tiền bối, chúng đệ tử làm người mất mặt rồi ạ, Diệp Huyền căm phẫn nói, đích thân viện phó dẫn người đến đuổi chúng đệ tử đi, vì thấy quá xấu hổ nên chúng đệ tử không dám báo cho tiền bối biết. Ngô Bình thờ ơ nói, tạm thời rời khỏi học viện là tốt nhất, mấy đứa đi theo tôi. Diệp Huyền, đi đâu ạ? Ngô Bình, sắp bắt đầu đại hội tiên truyền rồi, mấy đứa hãy chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến tham gia đại hội. Đại hội tiên truyền của Đại Lục Côn Luân là buổi thịnh hội mà thiên đạo môn tuyển chọn nhân tài, ai được chọn sẽ được vào đại điện tiên truyền và nhận truyền thừa vô thượng. Sau đó, người này sẽ được gia nhập thiên đạo môn. Diệp Huyền, sư phụ, đệ tử thấy chúng ta không cần phải rời khỏi học viện võ đạo, giờ người vẫn là giáo viên nên người cứ dạy chúng đệ tử đi ạ, cho đám người kia sáng mắt ra. Ngô Bình cười nói, ý anh là tôi cứ đào tạo một nhóm thiên tài trước hả? Diệp Huyền gật đầu, với tài năng của sư phụ thì có khó đâu ạ. Ngô Bình, thôi, Long Tượng Thiên Tôn của học viện võ đạo không có thiện cảm với tôi, mà ở đây thì ông ta là chủ, dù tôi có giỏi đến mấy cũng chẳng để làm gì. Như thế thà tôi dành hết tâm huyết dạy riêng cho các anh còn hơn. Thật ra, nền móng tu luyện của nhóm Diệp Huyền đã rất vững rồi, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vô hạn. Ngô Bình, để tôi giúp mọi người đột phá lên cảnh giới linh biến, sau đó sẽ đến cụ kiểm tra, nếu ai thành chân nhân thì có thể dễ dàng gia nhập các môn phái lớn. Ngô Bình đang nói chuyện với nhóm Diệp Huyền thì thấy bên ngoài có sát khí bùng lên. Anh liếc nhìn rồi vẫn bình thản nói tiếp, nhóm người kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn đuổi theo đến tận đây để hại tôi. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, tiền bối, chính là những người đã gây khó dễ cho người ở học viện ạ. Ngô Bình, có lẽ chuyện này cũng là ý của Long Tượng Thiên Tôn. Diệp Huyền nổi giận, đúng là lũ vô sỉ, tiền bối mạnh vậy mà cũng dám hại người. Ngô Bình, tiền lương của giáo viên năm sau một năm là 30 tỷ tiền báu. Nhiều thế thì đương nhiên Long Tượng Thiên Tôn phải sắp xếp cho người của mình được hưởng, trong khi đó tôi lại không phải người của ông ta nên ông ta không muốn tôi làm giáo viên. Diệp Huyền thở dài nói, nếu ông ta làm thế thì học viện võ đạo sẽ ra sao? Ngô Bình, một khi con người nằm quyền lực trong tay thì hiếm khi nghĩ đến lợi ích chúng, dù có là Thiên Tôn thì cũng vậy thôi. Diệp Huyền, tốt xấu gì cũng đến cấp bậc ấy rồi mà lại để người khác coi thường chỉ vì lợi ích cá nhân. Ngô Bình, thứ ông ta cần không phải là tiền, hôm nay lúc thánh chỉ của Hoàng đế đến, Long Tượng Thiên Tôn có tỏ vẻ kính trọng chút nào đâu. Tôi đoán ông ta với Hoàng đế cũng có xích mích, thậm chí là ở phe đối địch. Dứt lời, anh chợt biến mất, ngay sau đó đã có một đường kiếm bức người xé rách sát khí, vô vàn các đường kiếm đan xen, nhanh chóng phá tan sát trận ở bên ngoài. Có ba giáo viên của học viện đang điều khiển sát trận ở ngoài, khi họ cảm nhận được kiếm khí ấy thì đều cười lạnh. Sau đó bắn một lá bùa chân tiên ra. Ba lá bùa chân tiên cùng tỏa sát quang, sau đó hợp thành một rồi biến thành ba vì sao bay về phía Ngô Bình. Ba bùa chú này có tên Tam Tinh Hợp Kích Phù, uy lực của nó có thể hạ được cả chân tiên.
Đối mặt với đòn tấn công ấy, Ngô Bình bình thản thả con rối thần cơ ra, hóa thân kiếm đạo của anh tiến vào trong con rối, sau đó kích hoạt uy lực của nó tăng lên thêm 8 lần. Nguyên thần tiến vào trong con rối càng mạnh thì lực chiến đấu của con rối càng lớn, hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình hòa làm một con rối thần cơ, nhanh chóng tạo ra uy lực bứt phá. Con rối vung tay lên, thầm cấm trong người có rung lên, một tia sáng bắn ra rồi va chạm với ba sát tinh kia. Một tiếng động man vang lên, sát quang của ba vì sao biến mất, còn con rối thì tung một đường kiếm về phía ba giáo viên của học viện. Ba người đó hoảng sợ, không ngờ Ngô Bình có thể chặn được đòn tấn công của mình nên đồng thanh hô lên, xin thầy Ngô tha mạng. Song Ngô Bình không chút lưu tình mà chém cả ba luôn. Giết họ xong, anh nói, chúng ta đi Long Kinh thôi. Long Kinh trước kia là Thiên Kinh, sau khi Viêm Long đổi tên thành Nước Long thì Thiên Kinh cũng đổi tên theo. Ở đây mở một không gian cực lớn có tên là Hoàng Thành. Lần này quay lại, Ngô Bình đã dùng thân phận của Tổng đốc, vì thế không một ai dám cản đường anh nên mọi người đi thẳng vào luôn. So với lần trước, rõ ràng người ở đây đã tăng lên khá nhiều, nhưng vẫn ít người bình thường, vì hầu hết người đi trên đường đều là tu sĩ, tìm mỏi mắt mới thấy một người bình thường. Khi Ngô Bình xuất hiện ở Tổng bộ Thiên Long, anh phát hiện nơi này cũng đã thay đổi. Không có ai canh chừng bên ngoài nên họ đi vào luôn trong tòa nhà tổng bộ, bấy giờ mới thấy có hai người ăn mặc giống bảo vệ đứng ở đây. Làm gì thế? Một bảo vệ ngăn họ lại rồi hỏi. Diệp Huyền, không nhận ra Long Chủ à? Đây là Long Chủ của Thiên Long đấy. Người bảo vệ nói, Thiên Long nào, đây là nhà Thanh Thủy, các người mau đi đi. Ngô Bình ngẩn ra rồi lấy điện thoại gọi cho Hoa Giải Ngữ. Điện thoại kết nối. Cô ấy nói, Long Chủ. Ngô Bình, thư ký Hoa, tôi đang ở cổng Thiên Long. Hoa Giải Ngữ thở dài nói, Long Chủ, chúng ta chuyển nhà rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ mới cho anh. Nhận được địa chỉ mới xong, Ngô Bình di chuyển đến đó ngay. Họ phải đi thêm mấy chục cây số tới phía bắc của Long Kinh, sau đó đi vào rìa của một khu rừng nguyên sinh. Ở đây có một khe núi nhỏ, có vài ngôi nhà đơn giản ở bên trong, mọi người của Thiên Long đều đứng ở lối vào. Thấy Ngô Bình đến, ai nấy đều có vẻ phức tạp. Ngô Bình hỏi, đây là Tổng bộ Thiên Long ư? Hoa Giải Ngữ thở dài nói, chúng tôi đã chuyển đến được mấy hôm rồi, nhưng chưa kịp báo cho Long Chủ. Ngô Bình cười lạnh nói, xem ra tuy Thiên Long không bị giải tán thì vẫn bị phân biệt đối xử nhỉ. Hoa Giải Ngữ, mọi người đều bực lắm, nhưng đặt thế cục lên hàng đầu nên cũng không làm gì khác được, đành chấp nhận hiện thực thôi ạ. Ngô Bình nhìn về phái bắc rồi nói, ở đó là rừng à. Hoa Giải Ngữ, chúng tôi đã đi nghe ngóng thì đi hết khu rừng ấy sẽ thấy nhiều vương quốc, đều là thuộc quốc của Thiên Đạo Môn. Rừng này tên là Vô Sinh, khu vực cấm của sinh mệnh, nghe nói đến thiên tiên cũng không dám vào. Ngô Bình, chuyển Thiên Long đến đây khác gì đẩy chúng ta vào chỗ chết. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, mọi người hãy tới đảo Hưng Long với tôi, ở đó đang thiếu người. Mọi người đến đó giúp tôi một tay luôn. Mọi người nghe thấy có thể rời khỏi đây thì mừng rỡ, vì ở lại đây không có tiền đồ, cũng không có thu nhập, nếu được đi với Long Chủ thì là tốt nhất. Ngô Bình, tôi là Tổng đốc ở đó nên sau này mọi người đừng gọi tôi là Long Chủ nữa. Hoa Giải Ngữ, sếp, tôi có chuyện muốn nói. Mấy ngày qua, chúng tôi đã nhìn thấy khá nhiều người tu hành đi vào rừng Vô Sinh, trong số đó có cả thiên tiên. Ngô Bình, có người vào trong rừng ư? Hoa Giải Ngữ, sếp, họ mạo hiểm vào trong chắc chắn có lý do. Ngô Bình nói, tôi đến đây rồi, hay vào trong xem thử nhỉ? Diệp Huyền, tiền bối, hay thôi đi ạ, đây là khu vực cấm của sinh mệnh thì sẽ nguy hiểm lắm. Ngô Bình cười nói, không sao, người khác vào được thì tôi cũng vào được. Dứt lời, anh lách người rồi hóa thành một tàn ảnh, chui vào bên trong. Không biết đã bao lâu không có người vào rừng, vì hình như nó đã tồn tại từ thời Tiên Quốc. Cây cối trong rừng đều rất lớn, gần như không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ toàn không gian u tối. Ngô Bình đi được một đoạn thì chợt đứng lại, vì anh cảm nhận có nguy hiểm. Bù! Một cành cây có gai nhọn chui từ dưới đất lên, sau đó quấn lên chân và eo anh. Ngô Bình không nhúc nhích, anh thi triển kiếm khí mà cành cây tự động vụn nát. Các cành cây khác không dám đến gần anh mà đều trốn thật xa. Ngô Bình thả chuột tìm bảo vật ra rồi nói, đi xem quanh đây có bảo bối nào không.
mắt con chuột sáng lên, sau đó nó chỉ về phía trách bên trái ở đằng trước. Ngô Bình nhanh chóng đột thổ đến đó, anh đi được hơn 100 mét thì ngoi lên hỏi, ở gần đây à? Con chuột lại chỉ về phía bắc, Ngô Bình di chuyển thêm một lúc thì con chuột kêu lên, ra hiệu cho anh là sắp đến nơi. Ngô Bình cất nó đi rồi quan sát xung quanh, nhưng ngoài cây ra thì chỉ có cỏ dại, chứ không có bảo bối nào. Kỳ lạ, sao không có gì nhỉ? Vì thế, anh phóng thần niệm ra tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, anh đã thấy bên dưới một cái cây mục nát có chôn một cái nhẫn chữ đồ. Anh giơ tay lên, cái nhẫn tự động ngoi lên khỏi bùn đất rồi rơi vào tay anh. Không biết cái nhẫn đã bị chôn ở đây bao lâu nhưng trông vẫn như mới, anh mở nó ra thì phát hiện là một chiếc nhẫn động thiên ở đây giống ấn ký long hổ của anh. Ngô Bình mở tiếp động thiên ra thì thấy diện tích bên trong rất lớn, bên trong toàn tinh thể có các màu sắc khác nhau, hệt như một thế giới tinh thể. Trong số đó có vài tinh thể phong ấn vài sinh vật, các sinh vật này rất đặc biệt, không phải người cũng chẳng phải thú, nhưng số lượng lại rất nhiều. Ngô Bình nhìn một lát thì thất vật bị phong ấn có lực sinh mệnh, nhưng sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong tinh thể đã khiến chúng ngủ say. Lạ nhỉ, sao lại có nhiều quái vật thế này? Anh ngẫm nghĩ rồi lấy một khối tinh thật thả ra ngoài. Nó có màu đỏ máu, bên trong phong ấn một thứ giống con khỉ, nó có mặt người, nhưng dáng người của khỉ. Ngoài ra còn có móng vuốt sắc nhọn. Cái đuôi của nó rất dài, phần cuối đuôi có gai nhọn rất sắc. Gương mặt của nó trông rất tuấn tú, nhưng đôi mắt màu đỏ máu trông cực đáng sợ, thoạt nhìn không phải thứ tốt đẹp gì. Ngô Bình thoáng do dự rồi đập vỡ tinh thể, con quái vật ở bên trong cử động rồi mở mắt, một luồng sát ý đã tỏa ra. Nó nhe cái răng ra rồi tấn công Ngô Bình. Chát! Ngô Bình tát vào mặt nó. Con quái vật nghệt mặt ra rồi bừng lửa giận, nó giơ cả hai tay lên tung các hàn mang sắc nhọn về phía Ngô Bình. Anh thi triển kiếm vực, khiến đòn tấn công của nó thất bại, sau đó anh túm lấy nó rồi tẩn cho một trận. Bụp bụp. Con quái vật kêu oai oái, cuối cùng Ngô Bình giẫm lên đầu nó rồi hỏi, mày bị dở à mà tấn công tao? Chính tao thả mày ra đó, không biết cảm ơn thì thôi. Dù có là sinh vật hung hãn đến mấy cũng phải tôn trọng cường giả. Con quái vật thấy không đánh lại được Ngô Bình thì đã ngoan hơn hẳn, nó nằm xuống mà không còn vẻ hung dữ nữa. Ngô Bình nhấc chân lên rồi hỏi, mày biết nói không? Con quái vật phát ra những âm thanh kỳ lạ, nghe không giống tiếng tiên, cũng không phải tiếng thời cổ, nhưng Ngô Bình có thể hiểu được ý nó. Đại khái nó nói là nó tên là Liêu, từng là thú bảo vệ của một gia tộc. Sau đó, trời đất thay đổi, Liêu không thể khống chế được sát ý của mình nên bắt đầu tàn sát con người. Vì thế mới bị con người vứt bỏ. Cuối cùng, số lượng Liêu ít dần đi và bị tuyệt chủng. Số ít còn lại thì bị phong ấn trong động tiên tinh thể này. Ngô Bình, giờ mày còn có sát ý không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tao sẽ giải cấm sát cho mày. Ngô Bình giơ tay phải ra ấn vào đỉnh đầu Liêu, anh đang định dùng y thuật thì ấn ký hồng liên trên cổ tay anh chợt tỏa ra ánh sáng đỏ, ánh sáng này xoay vòng quanh người Liêu. Sau đó dễ dàng tiêu diệt được lạc sát trên người nó. Đôi mắt màu đỏ của Liêu dần trở lại màu xanh ban đầu, nó cảm kích nói cảm ơn. Ngô Bình, giờ mày định thế nào? Liêu mờ mịt nói, tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Ngô Bình, hình như trong động thiên này vẫn còn đồng loại của mày, nếu có cơ hội thì tao sẽ thả chúng ra bầu bạn với mày. Liêu mừng rỡ nói, cảm ơn, từ giờ trở đi, tôi đồng ý nhận anh làm chủ. Làm thú bảo vệ cho anh. Ngô Bình ngạc nhiên nói, thú bảo vệ là gì? Liêu kể qua về lịch sử của thú bảo vệ, chúng là một loài thú rất mạnh do nhân tộc nuôi dưỡng, trí thông minh của chúng không thua gì con người, biết tu hành, lực chiến đấu mạnh và có thiên bẩm cao. Nếu thú bảo vệ đã hàng phục con người thì sẽ trung thành tuyệt đối, dám hy sinh tính mạng vì chủ nhân. Đương nhiên chủ nhân cũng phải giúp chúng tu hành để nâng cao thực lực. Thú bảo vệ có một loại năng lực rất đặc biệt, chúng có thể lột xác liên tục. Ví dụ như con Liêu này, giờ nó chỉ là thú bảo vệ cấp 2, còn tổ tiên của nó đã có con lên đến cấp 8. Thực lực của thú bảo vệ cấp 8 đã đủ để chống lại chân tiên, hơn nữa đó vẫn chưa phải giới hạn của thú bảo vệ, thậm chí có con còn lên đến cấp 10 và mạnh ngang với Đại La Kim Tiên. Sự tiến hóa của thú bảo vệ liên quan mật thiết đến chủ nhân càng mạnh thì chúng cũng mạnh theo. Hơn nữa, nếu thú bảo vệ đạt đến cấp 5 thì sức mạnh của chúng có thể chuyển lên người của chủ nhân, giúp chủ nhân nâng cao thực lực. Nghe xong,
Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, hình như vẫn còn nhiều thú bảo vệ trong động thiên này lắm, có con nào lợi hại hơn mày không? Liêu nói, có ạ, các thú bảo vệ đứng trong top 100 đều ở trong đó hết. Ngô Bình hào hứng nói, thế Liêu đứng hạng bao nhiêu? Liêu ngại ngùng nói, 93 ạ. Ngô Bình, thế con nào đứng đầu? Liêu, là Cùng Kỳ. Ngô Bình, Cùng Kỳ mạnh hơn mày à? Liêu, nhân tố ảnh hưởng chính đến thứ tự trên bảng xếp hạng là tiềm năng tiến hóa, Cùng Kỳ có khả năng tiến hóa mạnh nhất nên sẽ mạnh hơn các thú bảo vệ khác, song cũng không mạnh hơn quá nhiều. Ví dụ như loài Liêu chúng tôi chỉ có thể tiến hóa đến cấp 8, nhưng Cùng Kỳ thì có thể lên đến cấp 12. Ngô Bình ngạc nhiên, cấp 12 ư? Sao mày bảo cấp 10 thôi đã ngang với Đại La Kim Tiên rồi, thế cấp 12 thì nghịch thiên chắc. Liêu, vâng, loài dị thú như Cùng Kỳ có con đường tiến hóa riêng, trình độ tiến hóa của chúng còn hơn con người. Ngô Bình híp mắt nói, Cùng Kỳ mạnh thật đấy, muốn thuần phục chúng chắc khó lắm nhỉ. Liêu, đúng là rất khó, trừ khi anh là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc, Cùng Kỳ trong động thiên này đã ở cấp 6 rồi và mở được thiên bẩm đáng sợ rồi. Ngô Bình đang nói chuyện với Liêu thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng động, anh bảo Liêu tạm chui vào động thiên, còn mình thì độn thổ xuống đất. Không lâu sau, có một con mãng xà xuất hiện, người gió dài hơn 300 mét, nó đi đến đâu là cây cối bị đứt lìa hết, các con vật khác thì hoảng hốt bỏ chạy. Có một người thiếu niên đứng trên đầu con mãng xà, người này thoạt nhìn khoảng 16 tuổi, tay cầm sáo rồi lia mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu ta vừa đến thì có một cô gái ngoài 20 tuổi xuất hiện. Sau lưng cô gái mọc một đôi cánh khẽ động đã tạo ra gió mạnh, làm cây cối xung quanh tan tác hết. Trên trán cô gái có vảy màu vàng, cô ta nói, xà thất, sao cậu bảo gần đây có pháp khí động thiên thú hoàng? Cậu thiếu niên cao mày, lão tổ nhà tôi đã thi triển đại dự ngôn thuật, rõ ràng bảo là ở đấy có động thiên thú hoàng, bên trong có thú bảo vệ mạnh lắm. Cô gái hừ nói, xem ra thuật tiên đoán của nhà cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu thiếu niên, cũng có thể là chúng ta đến muộn rồi. Cô gái, ý cậu là có người lấy mất rồi ư? Cậu thiếu niên quan sát xung quanh rồi nói, tôi ngửi thấy mùi người, còn có, một mùi rất lạ, không thuộc về thời đại này. Cô gái, mùi của thú bảo vệ ư? Cậu thiếu niên, khả năng cao là vậy. Cô gái chợt giơ tay kết ấn, xung quanh xuất hiện một màn sáng, một cảnh tượng xuất hiện trước đó đã tái hiện lại. Bọn họ có thể nhìn thấy có một người thanh niên xuất hiện, anh đứng quan sát tại chỗ rồi thò tay xuống đất rồi lấy một chiếc nhẫn lên. Một lát sau, anh lấy một khối tinh thể ra rồi đập vỡ, có một con quái thú đầu khỉ mặt người sống lại, sau đó nó đã đánh nhau với người thanh niên rồi hàng phục anh. Tiếp theo, một người một thú đã nói chuyện với nhau, cuối cùng ni đàn ông chợt độn thổ xuống rồi biến mất. Thấy thế, cô gái nói quả nhiên có người lấy mất rồi. Mau điều động lực lượng điều tra thân phận của người đó đi. Lúc này, Ngô Bình đã rời xa khỏi chỗ đó, anh ngoi lên rồi hỏi chuột tìm báu vật, tiểu bảo, gần đây có bảo bối không? Con chuột lắc đầu, ra hiệu là không có. Ngô Bình đang định đi tiếp thì có một nắm đấm bay tới, anh né đi, phạm vi tấn công của đòn tấn công ấy rất lớn, cây cối đứt lìa, hình thành một con đường dài hơn 30 mét. Sau đó, anh nhìn thấy có hai tu sĩ vừa đánh nhau vừa chạy lại đây. Trong đó có một người trẻ, một người trung niên, võ thuật của họ đều khá, đánh bất phân thắng bại, quyền vừa rồi là của người đàn ông trung niên. Ngô Bình không có hứng xem náo nhiệt nên lập tức né ngay, phòng bị họ phát hiện. Anh vừa tránh đi thì cảm thấy phía sau có người nên quay lại, một đường kiếm đâm về phía anh, Ngô Bình nhanh nhẹn né đi. Người ra tay là một ông già gầy gò, thấy đòn tấn công của mình thất bại, ông ta cười lạnh rồi độn thổ xuống đất. Ngô Bình cười khẩy rồi dậm chân, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã truyền xuống lòng đất. Uỳnh! Ngay sau đó, mặt đất xung quanh cũng nổ tung, ông già hộc máu, xương cốt đứt lìa. Anh đi tới cạnh ông ta rồi nói, đánh lén tôi rồi mà còn định chạy ư? Ông lão thở dài, tôi thua. Ngô Bình nói, thật ra tôi có thể tha tội chết cho ông, nhưng ông phải nói thật, tại sao ông muốn giết tôi? Ông lão ngẩn ra rồi nói, cậu không biết thật à? Ngô Bình, biết cái gì? Ông lão, gần đây đang có giết chóc, hễ gặp người sống thì phải ra tay giết ngay. Ngô Bình, cảnh giết chóc gì cơ? Tại sao lại phải giết người? Ông lão, vì phải sống ở đây và giết được ít nhất 3 người thì mới có tư cách vào bí cảnh ngũ hành.
Ngô Bình, đó là nơi nào? Ông lão, bí cảnh ngũ hành là không gian mà tiên thiên ngũ hành đạo tạo ra, bên trong có ý nghĩa của ngũ hành. Ngô Bình hỏi tiếp, ai tạo ra quy luật? Ông lão, vô sanh lão tổ chủ nhân của rừng vô sinh. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, tại sao vô sinh lão tổ phải đặt ra quy tắc này? Các người tàn sát lẫn nhau có lợi gì với ông ta? Ông lão, quy tắc của vô sinh lão tổ trước giờ đã thế, còn tại sao thì bọn tôi cũng không biết. Ngô Bình, khu vực này có bao nhiêu người, rồi còn bao nhiêu người sống sót? Ông lão, theo tôi được biết, có lẽ không ít hơn 150 người, bình thường, khi số người giảm xuống còn khoảng 15, vô sinh lão tổ mới tuyên bố dừng cuộc thảm sát. Ngô Bình lắc đầu, anh thấy chuyện này quá mức kỳ lạ nên hỏi, có được rút lui giữa chừng không? Ông lão, không được rút lui. Xung quanh được bày bố sát trận, người vào thì không sao nhưng nếu ai muốn ra ngoài trước khi cuộc thảm sát kết thúc thì sẽ bị cấm chế giết chết. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi, nói thế là anh cũng bị vây khốn ở cái nơi quỷ quái này. Nếu tôi không giết ai cũng không tham gia vào cuộc thảm sát thì sao, ông lão quái lạ nhìn anh, cậu không giết người khác cũng sẽ giết cậu, không tránh được. Ngô Bình, nói thế tôi bắt buộc phải tham gia. Ông lão, đạo hữu. Cậu tha cho tôi đi, tôi ra tay với cậu cũng là vì quy tàn sát ở nơi này. Ngô Bình cười nhạo, vậy bây giờ có phải tôi giết ông rồi không? Ông lão khổ sở, ông già tôi vẫn chưa muốn chết, chỉ cần đạo hữu nguôi giận, tôi có thể đưa tất cả tài sản cho cậu. Ngô Bình rất có hứng thú với tài sản mà ông ta nói, ông có những gì, cho tôi xem thử. Ông lão lấy một túi đựng đồ vật ra, đưa cho Ngô Bình. Khi mở ra xem thì anh thấy trong túi không gian này chứa không ít tiền báu và tiên thạch, tổng giá trị chắc không ít hơn 200 triệu. Thật ra tu vi của ông lão không thấp, đã là bán bộ hư tiên nên khá giàu có. Ngô Bình nhận lấy đồ rồi hỏi, ông tên là gì, đến từ tông môn nào? Ông lão nói, tôi là Đinh Thiên Thu, là tu sĩ của nước Ô Long, phía bắc rừng rậm vô sinh. Ngô Bình, những người như các ông đều là tu sĩ ở phía bắc rừng rậm vô sinh sao? Đinh Thiên Thu gật đầu, đúng thế, phía bắc có rất nhiều nước. Ngô Bình, được, tôi có thể tha cho ông một mạng nhưng tài sản của ông thì tôi tịch thu rồi. Đinh Thiên Thu mừng rỡ, cảm ơn đạo hữu. Ông ta đang định rời đi thì người trung niên trong hai người đánh nhau trước đó đi đến, tay ông ta cầm một cái đầu người. Mắt người trung niên đầy vẻ sát khí, hai người là tự sát hay đợi tôi ra tay? Đinh Thiên Thu biến sắc, run giọng nói, thôi xong, người này là huyết thủ lãnh phi. Ngô Bình cũng nhìn ra huyết thủ lãnh phi này là một hư tiên, thực lực rất mạnh, Đinh Thiên Thu còn chẳng có can đảm ra tay với kẻ này nữa kìa. Đi đi, nếu không người chết là ông đấy. Lãnh phi cười, này, ai cho một tên địa tiên nhỏ bé như cậu can đảm dám khiêu chiến với thiên tiên? Ngô Bình thở dài nói, tôi muốn giết ông thì ông cũng chẳng thể đỡ được một chiêu của tôi đâu. Lãnh phi lạnh lùng nói, vậy à, vậy tôi giết cậu trước. Ông ta bỗng giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều sợi tơ màu trắng sắp phóng đến đâm vào da thịt Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến Ngô Bình cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng người này rất kiêu ngạo nhưng khi ra tay đánh người thì đều là sát chiêu. Những đường màu trắng này là một chiêu khống chế tâm trí người khác. Cả người Ngô Bình run lên, lông tơ dựng đứng hệt như kim sắt, trong khi đó những sợi tơ muốn đâm vào người anh này lập tức bị lông tơ chém đứt. Ngay cả lông tơ của anh cũng có thể chém đứt sợi tơ muốn đâm vào người này như thể đã biến thành những thanh kiếm ngắn. Tay Lãnh Phi vừa chạm vào Ngô Bình thì máu tươi bắn ra, ông ta đau đớn kêu lên, vội vàng buông tay. Ngay khi tay đối phương vừa buông, chân Ngô Bình bỗng đá vào mặt khiến ông ta ngã xuống đất. Sức lực của cú đá này rất lớn, đầu Lãnh Phi đập mạnh xuống đất làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Ngay giây phút Lãnh Phi mất ý thức, Ngô Bình lại đạp lên người ông ta thêm ba cái. Cứ thế một hư tiên bị Ngô Bình đạp thành cái đống thịt, xương cốt cả người và nội tạng đều tan nát. Ngô Bình cũng mặc kệ Lãnh Phi nằm dưới đất, anh nói với Đinh Thiên Thu đang ngây người, Đinh Thiên Thu, ông biết người này sao? Đinh Thiên Thu nói, Lãnh Phi có danh tiếng không tốt ở ngoài vì thủ đoạn tàn ác. Thế nên tôi vừa nghe cậu ta nói ra tên mình thì đã muốn đầu hàng rồi. Ngô Bình, tàn ác thì tàn ác thật nhưng thực lực lại khá yếu, không hay đánh nhau. Đinh Thiên Thu cười khổ, thực lực của cậu quá đáng sợ, không nói đến người này, dù là người mạnh hơn người này mấy lần cũng không đỡ được một đòn của cậu.
Nói rồi ông ta lấy một chiếc nhẫn chứa đồ trên người Lãnh Phi, hai tay đưa cho Ngô Bình, đây là vật quý giá của Lãnh Phi, chắc không ít tiền. Dĩ nhiên Ngô Bình không khách sáo, nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, anh hỏi Đinh Thiên Thu, trước kia có người từng vào bí cảnh ngũ hành chưa? Đinh Thiên Thu, đương nhiên là có, bằng không chuyện bí cảnh ngũ hành cũng không thể được truyền ra ngoài, hơn nữa có không ít người nhận được lợi ở bí cảnh ngũ hành. Ngô Bình, vô sinh lão tổ tự dưng cho người vào bí cảnh ngũ hành chiếm hời, chuyện này có vấn đề. Đinh Thiên Thu, bọn tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân, hơn nữa chuyện này vẫn luôn tồn tại nên không ai ngờ vực gì. Ngô Bình, chắc chắn chuyện này có nguyên do, chỉ là các ông không biết thôi. Đinh Thiên Thu, cậu nghĩ tại sao vô sinh lão tổ làm thế? Ngô Bình, thế giới này sẽ không có miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống đâu. Thế nên không thể vào bí cảnh ngũ hành thì chúng ta phải nghĩ cách đi khỏi đây. Đinh Thiên Thu ngây người, nhưng nếu không giết đủ người, e là chúng ta không thể đi. Ngô Bình, ông không biết giả chết à, nói rồi anh đánh vào đầu Đinh Thiên Thu, cả người Đinh Thiên Thu cứng đờ rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó Ngô Bình cũng ngã xuống đất, khí tức toàn thân, nguyên thần đều biến mất như thể anh thật sự trở thành một thi thể. Bây giờ anh chẳng khác nào một khúc gỗ, một hòn đá cả. Dù có người dùng thần niệm lướt qua cũng không phát hiện ra anh. Hai người giả chết quả nhiên không thu hút sự chú ý của những người khác. Khoảng 7-8 tiếng sau, cuối cùng khu vực gần đó cũng yên tĩnh hơn. Vì những người còn lại, mỗi người đều đã giết hơn 3 người. Hơn nữa số người đã không đủ 15, cuộc thảm sát kết thúc. Lúc này không trung xuất hiện một cánh cổng ngũ sắc. 15 người này mừng rỡ đều chạy đến chỗ cánh cổng đó rồi biến mất không thấy. Khoảng 5 phút sau, cánh cổng ánh sáng đó biến mất, cả vùng đó lại trở về như bình thường. Thêm mười mấy phút nữa, Ngô Bình mới chậm rãi mở mắt ra, anh đá vào Đinh Thiên Thu một cái, ông ta cũng trở lại như thường, người này ngạc nhiên hỏi, xong rồi. Ngô Bình, không thể ở lại nơi này lâu, đi thôi. Hai người nhanh chóng ra khỏi khu vực này, họ tiếp tục đi về phía bắc, không lâu sau đã ra khỏi rừng rậm vô sinh, xuất hiện ở đồng bằng rộng lớn phía bắc. Từ đây đi về phía bắc, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều khu dân cư, vô cùng phồn hoa. Đinh Thiên Thu thở phào, hay là đến nước của tôi ở mấy ngày? Ngô Bình xua tay, không cần đâu, tôi còn có việc. Nói rồi anh để lại một lá bùa tin tức, sau này nếu rừng rậm vô sinh xảy ra chuyện gì, ông cứ dùng bùa đưa tin này liên hệ. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày người ở hai bên rừng rậm sẽ hợp lại thành một. Để lại một người có thể trao đổi tin tức ở phía Bắc cũng không tệ. Đinh Thiên Thu, được, nếu xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo cho cậu. Nói thêm vài câu nữa, Ngô Bình cưỡi độn quang bay vượt qua rừng rậm vô sinh, nhanh chóng quay về khe núi ở Long Quốc. Sau đó anh dẫn theo nhân viên Cũ Thiên Long và mấy người Diệp Huyền cùng quay về đảo Hưng Long. Đến đảo Hưng Long, Ngô Bình cử người sắp xếp ổn thỏa cho nhân viên Thiên Long Cũ. Người nhà của thành viên Thiên Long cũng đã ổn định ở trên đảo Hưng Long từ sớm nên rất vui vẻ đến đây. Đi đến vườn sau, Ngô Bình thả Liêu ra hỏi, Liêu, một người có thể sở hữu bao nhiêu con thú bảo vệ? Liêu nói, điều đó phụ thuộc vào thực lực của mỗi cá nhân, thực lực càng mạnh thì khí vận càng mạnh, sẽ có càng nhiều thú bảo vệ. Chẳng hạn như có vài người có thể có đến mười mấy thú bảo vệ nhưng có người lại chẳng thể thuần hóa được một con nào. Nói chuyện với Liêu một lát, Ngô Bình bắt đầu tu luyện tráng cốt kinh có 5 tầng, anh đã tu luyện tầng thứ nhất, chuyển đổi tế bào xương, làm chức năng tạo máu mạnh hơn. Tầng thứ hai của tráng cốt kinh khá khó, phải sinh ra cốt văn trên xương cốt. Cốt văn có chứa năng lượng siêu phàm giống phù văn tiên thiên. Trong tráng cốt kinh không có giới thiệu cốt văn cụ thể nên cốt văn của mỗi người sẽ khác nhau. Sự hiểu biết về âm dương của Ngô Bình vô cùng sâu sắc nên thứ anh khắc ra chính là cốt văn âm dương. Cốt văn âm dương là loại mạnh nhất trong số các cốt văn, có cốt văn âm dương thì có thể làm cho xương cốt của Ngô Bình cứng cáp hơn, sức mạnh vô lượng, đồng thời cũng có thể nâng cao sức chiến đấu của anh. Vừa khắc cốt văn xong, anh đã cảm nhận được đảo Hưng Long rung chuyển dữ dội, anh vội vàng ra ngoài xem thử thì thấy một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trong hồ Ma Long, vòng xoáy đó liên tục hút hết nước trong hồ. Sau đó mực nước trong hồ Ma Long giảm dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy thế mọi người đều rất ngạc nhiên. Thần Chiếu nói, chủ nhân, hình như là mặt đất có khe nứt, nó đang hút hết nước của hồ Ma Long, cứ tiếp tục như thế không lâu nữa nước trong hồ sẽ một rút hết hơn nửa.
Ngô Bình, địa hình bên dưới hồ Ma Long có cao có thấp, nếu mực nước tiếp tục giảm xuống, phần đáy hồ sẽ trở thành lục địa, đồng thời cũng sẽ tạo thành rất nhiều hồ nước lớn nhỏ. Đường Tử Di cười nói, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Chồng ơi, anh là tổng đốc nơi này, hồ Ma Long đều là của chúng ta, sau này có thêm nhiều đất canh tác, chúng ta có thể trồng lương thực rồi. Nói đến việc trồng lương thực, Ngô Bình nhớ đến lương thực ở tiên giới khác với hạ giới, lương thực ở tiên giới khá quý giá, các tu sĩ chỉ được ăn gạo thần, gạo tiên v.v. Lúc đầu Ngô Bình lấy được không ít gạo thần từ trong kho lương thực của bộ lạc Phục Thiên, anh quyết định trồng gạo thần này xem có thể sản xuất ra gạo thần không. Vết nứt cực lớn dưới đất cứ liên tục rút nước trong hồ, mực nước cứ thế giảm xuống. Ngô Bình cũng không để ý nữa mà tiếp tục tu luyện tráng cốt kinh đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, tráng cốt kinh ở hai tầng này lần lượt tạo ra cốt tinh và ngoại cốt cách. Cốt tinh là một tầng kết tinh ở bề mặt ngoài của xương, vô cùng cứng rắn, bất kể là ma pháp hay độc dược nào cũng không thể công kích, cho dù là đao sắc bén, vũ khí thần cũng không thể xuyên thủng cốt tinh trên bề mặt xương. Cốt tinh không chỉ bảo vệ xương cốt mà còn bảo vệ cốt văn ở bề mặt xương. Sau khi cốt tinh được tạo ra, những đòn tấn công bên ngoài không thể tổn thương đến xương của anh. Ngoại cốt cách khá dễ hiểu, là xương phát triển bên ngoài da và bảo vệ một phần da. Nhưng bình thường xương bên ngoài được giấu đi, chỉ có khi Ngô Bình ở trong trạng thái chiến đấu, xương bên ngoài mới xuất hiện để bảo vệ anh. Khi đang định tu luyện tầng thứ 5 của tráng cốt kinh, đảo Hưng Long đột ngột rung chuyển. Anh ra ngoài xem thử thì phát hiện hồ Ma Long đã không còn nữa, thay vào đó là từng khu lục địa và vô số hồ nước lớn nhỏ giữa các lục địa. Lúc này Hoa Giải Ngữ bước đến nói, đại nhân, chỗ biên giới đang có rất nhiều nông dân đến đáy hồ trồng trọt, chúng ta có nên đuổi họ đi không? Vậy à, Ngô Bình cảm thấy hứng thú, rất nhanh đã xuất hiện ở đáy hồ một mảnh đất. Phần lục địa này ít nhất rộng mấy triệu mẫu đất, lúc này đang có rất nhiều nông dân chạy đến từ vùng gần đó. Hóa ra lục địa này vì từng là đáy hồ nên rất phì nhiêu, trồng trọt ở đây sản lượng có thể sẽ cao hơn trồng ở những nơi khác. Trong số đó có một gia đình hơn chục người, già trẻ lớn bé không ngừng đào bới đất, hóa ra phần đất do ai đào thì sau này sẽ thuộc về người đó nên họ làm việc không biết mệt mỏi để đào bới, xây nhà. Ngô Bình hỏi một ông lão trong gia đình này, ông cụ, ông định làm ruộng ở đây à? Ông lão nhìn Ngô Bình, ừ, cậu cũng tới làm ruộng à? Ngô Bình cười nói, tôi không biết trồng trọt, nhưng tôi nghĩ đất đai nơi này rất phì nhiêu. Ông lão nói, đương nhiên rồi, đất được hình thành hàng triệu năm ở đáy hồ này gọi là đất báu, là mảnh đất tốt nhất để trồng trọt nhưng bây giờ vẫn chưa thể sử dụng nó được, phải đào bới cho tơi. Ngô Bình hỏi, tôi nghe nói nơi này là địa bàn của Long Quốc, các ông chạy đến đây không sợ Long Quốc đuổi các ông đi sao? Ông lão không lo lắng nói, những người như bọn tôi đến từ các nước khác nhau, những nơi khác nhau. Thật ra với bọn tôi đất nước gì đó chẳng có gì khác biệt cả, chúng tôi đến đây khai hoang, Long Quốc chắc cũng rất vui, dù sao nơi này không sử dụng đến cũng lãng phí, hơn nữa bọn tôi sẵn lòng nộp một phần lương thực, Long Quốc có lý do gì mà đuổi bọn tôi. Những suy đoán của ông lão rất bình thường, Ngô Bình cười nói, đúng thế, các ông có thể trồng trọt, Long Quốc có thể lấy được lương thực rau củ, hai bên đều có lợi. Ngô Bình lại nhìn xung quanh, sau đó cử một rất nhiều người đến đăng ký những người mới đến này, anh quy định chỉ cần đăng ký, họ có thể sử dụng miễn phí mảnh đất ở đây trong vòng 20 năm. Đây đúng là tin tốt, phải biết ban đầu những người này đều trồng trọt thuê ở bên ngoài, hàng năm phải giao cho thương nhân bán lương thực dùng hoàng gia khoảng 3/4 sản lược, trừ đi phần lương thực dùng cho gia đình thì còn lại rất ít, thường không bán được bao nhiêu tiền, còn bây giờ Tổng đốc Long Quốc không thu thuế lương thực, đó quả là một tin tức rất tốt. Thế là mọi người nô nức đến đăng ký, tình nguyện trở thành công dân của Long Quốc, đồng thời tin tức được lan truyền đi, nông dân các nước xung quanh lần lượt đổ xô đến đây để khai khẩn đất hoang. Thấy ngày càng có nhiều người vào khu vực Hồ Ma Long, Ngô Bình không từ chối bất cứ ai đến, chỉ cần biết cách canh tác, anh sẽ chấp nhận tất cả. Thế là từng ngôi nhà lần lượt được dựng lên và những cánh đồng màu mỡ được khai hoang, Hồ Ma Long ban đầu đang nhanh chóng thay đổi. Sau khi Hồ Ma Long biến mất, diện tích đất canh tác trong khu vực tăng hơn 100 triệu mét vuông và rất nhiều hồ nhỏ có thể nuôi cá xuất hiện. Một diện tích lớn như thế, đất đai màu mỡ, khí hậu thích hợp, ít nhất có thể chứa được mấy chục tỷ người. Trong các hồ nhỏ mới được hình thành có rất nhiều loài cá, những người khai hoang đến bắt cá, sau đó bán cho người trên đảo Hưng Long,
như thế có thể đổi được những vật phẩm thiết yếu trên đảo Hưng Long. Vì thuộc nền văn minh khác nhau nên song, nồi, quần áo và giày dép trên đảo Hưng Long đều là những mặt hàng rất được săn lùng ở đây. Những người khai hoang này ban đầu sử dụng đồng tiền của họ, thậm chí còn trao đổi bằng hàng hóa, Ngô Bình đã ban lệnh, bất kể đồng tiền của quốc gia nào, đến Hưng Long đều có thể đổi lấy nội tệ nơi này, theo cách đó, thương mại dần dần trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên, nơi nào có người, nơi đó giang hồ, chẳng bao lâu sau sẽ có người đánh nhau, có kẻ đất của người khác, còn có kẻ cướp vợ của người khác. Thậm chí có hai tông tộc đánh nhau với quy mô lớn, một lần sẽ có hàng trăm người chết hoặc bị thương nhưng khu vực này quá lớn, hàng trăm triệu km vuông, người làm phân tán khắp nơi, đầy rẫy khó khăn trong việc quản lý. Ngô Bình đã bàn bạc với mọi người và quyết định chọn một thủ lĩnh từ trong các thế lực lớn nhỏ khác nhau, sau đó trao cho họ một chức vụ và mức lương chính thức và yêu cầu họ tuân thủ luật pháp. Luật pháp mà anh sử dụng là do Long Quốc ban hành, Ngô Bình đã bỏ đi những thứ phức tạp, chỉ để lại những điều cơ bản nhất, chẳng hạn như, không thể giật đồ của người khác, ai lấy trước thì là chủ sở hữu, không được trộm cắp, không được đàn áp phụ nữ, không được đánh nhau, làm người khác bị thương, giết người, v.v. Sau khi luật ban hành, hầu hết mọi người đều chấp hành nhưng đôi khi vẫn có vài người vi phạm, cướp của hay giết người, mỗi lần như thế Ngô Bình sẽ cử đội tuần tra đi bắt tội phạm và đưa ra trước công lý ngay tại chỗ. Thời loạn lạc thường áp dụng các luật nghiêm khắc trừng trị, dù chỉ là trộm cắp cũng phải bị chặt tay, cướp của hoặc đả thương người khác thì dùng gậy đánh chết. Rất nhanh tình thế đã được kiểm soát, cư dân mới đến cố gắng trồng trọt sản xuất lương thực, dần dần ngành công thương nghiệp bắt đầu phát triển. Thế nhưng Hồ Ma Long ban đầu không chỉ có một thế lực đảo Hưng Long mà còn các thế lực khác như đảo Băng Hỏa. Xung quanh các nơi này đã không còn nước, phải phái người đi thăm dò. Thậm chí có vài thế lực bắt đầu trưng thu lương thực của người dân khai hoang, yêu cầu cống nạp đàn ông mạnh khỏe và phụ nữ xinh đẹp. Hôm nay có người đến báo, một thế lực tên là Ma Vân Tông đi trưng thu lương thực khắp nơi, còn cướp người khiến người dân vô cùng oán hận. Ngô Bình nghe xong cũng tức giận, đích thân đến Ma Vân Tông. Ma Vân Tông vốn dĩ là một hòn đảo, diện tích lớn gấp 10 đảo Hưng Long, có mấy triệu người dân sinh sống trên đảo và một tông môn tên là Ma Vân Tông. Ngô Bình từ trên trời đáp xuống trước cổng núi của Ma Vân Tông, anh vung một tay lên, một bàn tay cực lớn đập vào cổng núi, sau đó đi thẳng vào bên trong. Kẻ nào, có người ngăn lại nhưng vừa nói được mấy chữ là đã bị anh đánh văng ra xa. Trên đường đi liên tục có người xuất hiện đều bị anh đánh văng ra xa, không ai có thể ngăn anh lại được. Rất nhanh, Ngô Bình đã đánh đến trước chính điện của Ma Vân Tông, hai người đàn ông đứng trước điện, sắc mặt khó coi nhìn Ngô Bình. Cậu là ai? Một người trầm giọng nói. Ngô Bình, tôi là Tổng đốc Hưng Long, người của các vị đi khắp nơi cướp lương thực, cướp người, đã vi phạm vào pháp luật của Long Quốc, tôi đến trừng phạt các người. Người đàn ông tức giận nói, bọn tôi không phải là người Long Quốc, anh không quản được. Ngô Bình, khu vực Hồ Ma Long này đều là phạm vi của Long Quốc, các người cũng là người dân Long Quốc, phải tuân thủ luật pháp của Long Quốc. Ai là tông chủ thì lăn ra đây cho tôi. Một người đàn ông nổi giận nói, hỗn láo, muốn động vào tông chủ thì bước qua ải của tôi đã. Người này lớn giọng nói, phía sau Ngô Bình bỗng xuất hiện một cái miệng lớn đầy máu, nó xuất hiện quá nhanh, một ngụm đã nuốt chửng Ngô Bình. Cái miệng lớn ra sức gặm cắn, hai người kia bật cười, tổng đốc gì đó. Ở trước mặt thôn ma thú của Ma Vân Tông cũng chỉ là cùi bắp thôi. Nụ cười của hai người bỗng cứng đờ khi nhìn thấy một nắm đấm xuất hiện từ trong cái miệng lớn, đấm gãy mấy cái răng. Sau đó một bàn tay khác tách hai hàm răng ra, Ngô Bình bị nuốt vào trong lại có thể đánh vỡ cái miệng rồi nhảy ra ngoài. Ngô Bình lau mặt tức giận nói, làm bẩn bộ đồ mới của tôi rồi, bồi thường đi. Anh dẫm lên nền đất, kiếm vực thi triển, hai người kia biến sắc, không dám động đậy, Ngô Bình tung một quyền ra khiến hai người này ngã xuống đất. Sau đó nói với vào cung điện phía sau, lăn ra đây. Ông lão có một nửa đầu bị người ta gọt mất nhưng không chết, động tác cứng đờ từ từ đi ra. Ông lão nhìn Ngô Bình, không ngờ cậu còn trẻ thế mà đã có thực lực này rồi. Ngô Bình, ông là tông chủ Ma Vân Tông. Ông lão gật đầu, là tôi. Ngô Bình, người của ông đi khắp nơi làm việc xấu, ông có gì muốn nói không? Ông lão cười. Vì chỉ có nửa mặt nên khi cười lên vô cùng quái dị, cường giả là vua, không có gì để nói cả. Bây giờ cậu mạnh nên cậu nói gì cũng đúng thôi.
Ngô Bình thầm nói ông già này là người thông minh, anh nói, lập tức trả lương thực và người đã cướp về, đồng thời xin lỗi. Ông lão, được, chúng tôi sẽ tuân thủ. Ngô Bình nhìn ông lão, bỗng lên tiếng hỏi, có phải một nửa đầu bị chém mất của ông vẫn còn hoạt động không? Ông lão ngạc nhiên, sao cậu biết? Ngô Bình, một nửa đầu này của ông rõ ràng là do tự mình chém. Ông lão thở dài, đúng thế, là tôi tự mình chém, lúc đầu tôi bị ý thức ma long xâm lấn, để bảo vệ mình, tôi phải ép ý thức ma long vào trong một nửa đầu, sau đó gọt mất. Ngô Bình, ý thức ma long, chẳng phải thần ma long đã chết rồi sao? Ông lão, thần ma long là sự tồn tại của cấp đại la, ý thức không bị tiêu diệt. Nhiều năm trước, tôi tìm được một viên châu ngọc ở dưới đáy hồ ma long, trong đó có ý thức còn sót lại của thần ma long, tôi thử luyện hóa nó nhưng bị ý thức thần ma long phản phệ, suýt nữa đã chết. Cuối cùng mặc dù tôi còn sống nhưng cũng chỉ còn lại một nửa bên đầu. Ngô Bình nhìn ông lão như nhìn tên thiểu năng, lá gan của ông không nhỏ nhỉ, dám luyện hóa thần ma long. Ông lão cười khổ, Ma Vân Tông có một bộ bí pháp tên là thần thuật đại phệ, tôi cảm nhận được trong đó có thần niệm, tôi bèn muốn nuốt nó thử, nào ngờ nó lại là ý thức thần ma long, nếu tôi biết trước thì có đánh chết cũng không dám làm thế. Ngô Bình hỏi, một nửa bên đầu của ông ở đâu rồi? Vẻ mặt ông lão hơi quái dị, tổng đốc, cậu muốn lấy một nửa cái đầu còn lại của tôi làm gì? Ngô Bình, tôi và ông giao dịch đi, tôi giúp ông khôi phục nửa cái đầu kia, ông đưa tôi ma long châu đó. Mắt ông lão sáng rực, nếu cậu có thể chữa trị được cho tôi thì tôi sẵn sàng tặng ma long châu cho cậu. Sau đó ông lão mời Ngô Bình vào trong đại điện, ông ta mở một cái hộp ra, trong hộp chứa đầy hàn băng nghìn năm, dưới cùng là nửa cái đầu. Nửa cái đầu này vẫn còn tươi mới, não vẫn còn giật nhưng nó được bao phủ bởi một lớp tơ đen, điều khiển tất cả các dây thần kinh của nó. Ngô Bình đặt tay lên cái đầu, những sợi tơ màu đen đó lập tức bám vào tay, muốn đâm vào da thịt anh. Sợi tơ vừa động, dấu ấn hoa sen đỏ tỏa ra một tia năng lượng, sợi tơ đen lập tức bốc cháy hóa thành làn khói xanh rồi tản đi, sức mạnh thanh tẩy của hoa sen đỏ rót vào nửa cái đầu quét sạch những sợi tơ màu đen bên trong. Vài giây sau, cái đầu đã được thanh tẩy hoàn toàn, Ngô Bình đặt nó lên đầu ông lão, đồng thời thi triển y thuật để khôi phục lại nó. Nơi hai nửa cái đầu tiếp xúc hiện lên ánh sáng màu xanh, mấy phút sau các dây thần kinh trong não đã được nối lại, qua mấy phút nữa, Ngô Bình mới buông tay ra hỏi, ông thấy thế nào? Ông lão sờ đầu mình, không để lại sẹo, thậm chí tóc cũng đã mọc trở lại, ông ta quỳ xuống đất, Vân Thiên Cốt cảm ơn cậu. Ngay sau đó Vân Thiên Cốt dần dần trở nên trẻ hơn, từ một ông lão biến thành người đàn ông anh Tuấn chỉ mới 20 tuổi. Nhìn thấy sự thay đổi của ông ta, Ngô Bình cười nó, xem ra nửa phần đầu mà ông chém đi chứa nhiều sức mạnh sinh mệnh của ông nhất. Vân Thiên Cốt gật đầu, không giấu gì cậu, trong nửa cái đầu này có hóa thân mạnh nhất của tôi. Ngô Bình, hạt châu ở đâu? Vân Thiên Cốt lấy một hạt châu màu đen ở bên cạnh ra, lớn bằng quả táo, bề ngoài có phủ văn kỳ lạ. Cầm hạt châu trong tay, Ngô Bình quan sát một lúc mới cất đi. Vân Thiên Cốt, ông có hứng thú với làm người dưới trướng của tôi không? Vân Thiên Cốt suy nghĩ một lúc bèn quỳ xuống, tôi sẵn sàng ra sức phục vụ đại nhân. Ngô Bình gật đầu, ông là tông chủ, có kinh nghiệm quản lý, thế này nhé, tôi chia 1/10 khu vực hồ Ma Long cho ông quản lý, việc thu thuế, an ninh, bổ nhiệm chức vụ hay cách chức đều do ông phụ trách hoàn toàn. Tôi chỉ có một yêu cầu, muốn làm cho cuộc sống của người dân thoải mái thì không được thu thuế nặng. Vân Thiên Cốt nói, vâng, tôi nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Ra khỏi Ma Vân Tông, Ngô Bình quay về Hưng Long bắt đầu nghiên cứu hạt châu đó. Khi anh nắm hạt châu trong tay, từ trong hạt châu phóng ra một nguồn năng lượng muốn đi vào trong người anh dọc theo cánh tay. Lúc này hoa sen đỏ phóng ra năng lượng thanh thuần, tiến vào trong hạt châu. Ngay lập tức, Ma Long châu này phóng ra rất nhiều khói màu đen, khiến cả căn phòng bị bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón. Đúng lúc này, bùa tin tức trên người anh sáng lên, vang lên giọng của Vân Tịch, chồng ơi, em muốn vào luân hồi đại kiếp. Luân hồi đại kiếp không nhỏ, Ngô Bình không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Vân Phủ ở Vân Châu. Lúc này Vân Tịch rất yếu ớt, cô ấy nằm trên giường, không thể động đậy. Ngô Bình xuất hiện với thân phận trưởng Tiểu Bình, mấy người ở nhà họ Vân đến đón tiếp. Nhìn thấy Ngô Bình, Vân Tịch mỉm cười, chồng ơi, luân hồi đại kiếp vô cùng nguy hiểm,
chuyến này mà đi có thể chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa, nhưng dù kết quả thế nào, anh cũng là chồng em. Ngô Bình, nói mấy lời ngốc nghếch gì thế, có anh ở đây dĩ nhiên sẽ không để em xảy ra chuyện. Lúc này anh âm thầm truyền bản lĩnh luân hồi đại kiếp cho Vân Tịch, sau đó dùng phương pháp châm cứu để cho Vân Tịch đi vào trạng thái giả chết. Sau đó anh hồi phục cơ thể giúp Vân Tịch, bù vào những khiếm khuyết tiên thiên của cô ấy, sau đó anh sử dụng thuật thôi miên để tẩy hết những ký ức trước đây của Vân Tịch, đồng thời đưa những ký ức mới vào tâm trí cô bằng bí pháp. Làm xong mọi thứ đã là 3 ngày sau, anh ôm Vân Tịch lên, chào tạm biệt người nhà họ Vân rồi đến Vân Kinh. Khu vực Giang Nam có dân số đông đúc, an ninh cũng tương đối tốt, để Vân Tịch ở đây trải qua luân hồi thì quá tốt. Luân hồi đại kiếp không chỉ có thể bổ khuyết tiên thiên mà thần hồn cũng có thể, nên Vân Tịch sẽ có cuộc đời khác, có trải nghiệm khác. Sau khi được anh sắp xếp, ngày hôm sau bệnh viện trực thuộc Vân Kinh có thêm một cô y tá xinh đẹp tên Liễu Y Y, cùng lúc đó bác sĩ Ngô, bác sĩ thiên tài đã nhiều năm không đến cũng quay lại làm việc. Bệnh viện rất xem trọng anh, dành một khu vực cho Ngô Bình làm phòng khám riêng, thậm chí còn phân phối cho anh 10 nhân viên phục vụ, bao gồm 4 nhân viên bảo vệ, 4 y tá, thư ký sinh hoạt và trợ lý. Vân Tịch làm y tá ở khoa nhi bên cạnh, ký ức mà Ngô Bình tạo cho cô ấy là Liễu Y Y tốt nghiệp trường điều dưỡng, mới đến làm việc ở đây, bố mẹ cô ấy đều là người tỉnh ngoài, khó khăn lắm cô ấy mới tìm được công việc này. Để làm cho mọi thứ trông chân thật hơn, Ngô Bình thậm chí còn điều tra tình hình của một số y tá và Trình Tường Vũ rồi lưu trữ chúng vào trong ký ức của Vân Tịch. Bây giờ làm bác sĩ không dễ, vì đến khám bệnh không chỉ có người bình thường mà có cả người tu hành. Bác sĩ bình thường không chữa được bệnh cho người tu hành nên thường xảy ra chuyện bệnh nhân đánh người khác bị thương. Chẳng hạn mấy ngày trước, một người tu hành cấp bậc luyện khí xảy ra vấn đề, bụng đau, bác sĩ kiểm tra đủ kiểu cũng không tìm ra bệnh, cuối cùng người đó tức giận đấm bác sĩ tử vong, khí tức bản thân cũng trở nên loạn rồi chết tại chỗ. Nghe nói có một thần y đến bệnh viện, rất nhiều người dân đến xin thuốc bác sĩ. Vì linh khí hồi phục nên người dân thường không bị ốm, cũng hiếm khi bị cảm, bệnh nhân mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường gì đó cũng giảm đi rất nhiều. Vì có nhiều linh khí nên sức khỏe sẽ tốt hơn, ai cũng có thể sống đến 90, 100 tuổi. Bây giờ, thời đại toàn dân tu luyện đã mở ra, vì vậy những người đến khám bệnh hoặc là bị người khác đánh bị thương, một là bản thân tu luyện có vấn đề, hai là bị chó mèo biến dị cắn, còn có người trúng độc do dùng thực phẩm biến dị. Tóm lại 10 người đến khám bệnh thì có 7 người khác với bệnh nhân chính thống, điều này làm khó các bác sĩ, bệnh viện gần như ngừng hoạt động. Bây giờ Ngô Bình đã trở lại, viện trưởng rất vui mừng bèn đích thân sắp xếp mọi việc cho cậu, nhưng ông ta không biết sở dĩ Ngô Bình trở lại là vì một cô y tá nhỏ tên Liễu Y Y. Ngoài ra, anh tới bệnh viện còn vì một nguyên nhân khác là muốn tìm những người có tư chất tốt. Sau khi linh khí khôi phục, thiên phú của rất nhiều người đã phát huy, là nguyên liệu của tu hành. Bình thường những người này sẽ có sự thay đổi vì không có ai chỉ dạy họ, một số người trong số họ sẽ đến bệnh viện để được giúp đỡ. Phòng khám mở cửa, bên ngoài đã có một hàng dài người, viện trưởng sắp xếp người gọi tất cả bệnh nhân mắc bệnh đến nhờ Ngô Bình chữa trị. Người đầu tiên bước là một bà lão tuổi ngoài 80, bây giờ khắp người ngứa ngáy, da chóc ra từng mảng lớn, lộ ra một lớp da màu tím nhạt. Điều này khiến bà cụ sợ hãi, đi đến nhiều bác sĩ khám mà không rõ nguyên nhân. Cách đây không lâu, bà cụ nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng bà hãy đến bệnh viện, bác sĩ Ngô chắc chắn có cách chữa khỏi cho bà cụ. Vì vậy, bà lão đã đến từ sáng sớm. Ngô Bình chỉ nhìn, cười nói, bà lão, bà là đang khôi phục huyết mạch. Tổ tiên của bà từng xuất hiện một người rất lợi hại, bây giờ bà kế thừa gen của người đó, sở hữu năng lực đặc biệt. Bà lão dạo này trở nên minh mẫn hơn, người cũng phấn chấn hơn, nhưng da rẻ lại rất ngứa. Nghe đến đây, bà lão hỏi, tôi có năng lực gì? Ngô Bình cười nói, bà có năng lực biến hình, chỉ là bà vẫn không biết thôi, nào, tôi dạy cho bà. Anh vươn tay nhấn vào đầu bà lão, sau đó, gương mặt bà lão chợt nhăn lại, cả người đều thay đổi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà lão trở thành một mỹ nữ 20 tuổi, hơn nữa làn da sần sùi bên ngoài cũng chóc xuống, để lộ làn da màu lam nhạt. Ngô Bình cầm gương đưa cho bà ấy xem, anh nói, xem thử, đây là bà của hiện tại. Bà lão kinh ngạc hô lên, sao tôi lại thành ra như vậy? Ngô Bình, từ từ sẽ quen. Sau đó anh lấy ra một cuốn sách rồi đưa cho bà lão, đây là căn bản nhập môn tu hành do chính tôi biên soạn,
bà mang về đọc thử, luyện từ từ, sẽ có lợi. Bà lão rất cảm kích, liên tục nói cảm ơn. Tiếp theo, người bệnh thứ hai ngồi xuống. Đây là một người thiếu niên, giữa trán anh ta có một cục bướu màu đỏ, to chừng đầu ngón cái, vừa chạm đã đau. Anh ta cũng tìm rất nhiều bác sĩ, đều không thể chữa trị. Ngô Bình nhìn cục bướu, đột nhiên bật cười, hỏi cậu tên gì? Thiếu niên, bác sĩ, tôi tên Phạm Cửu Lực. Ngô Bình, Cửu Lực, cậu dùng hết sức đánh một quyền xem. Nói rồi, anh vươn bàn tay trái ra. Phạm Cửu Lực do dự nói, bác sĩ, sức tôi khá mạnh, liệu có làm anh bị thương không? Ngô Bình, không cần lo lắng, đánh bị thương thì tôi không trách anh. Phạm Cửu Lực cũng gật đầu, đánh một quyền vào bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình khẽ di chuyển tay, tránh để bị thương Phạm Cửu Lực. Anh gật đầu, sức lực rất lớn, tình huống này của cậu là bởi vì không biết cách dẫn dắt chân khí trong thân thể. Phạm Cửu Lực, trong thân thể tôi giống như một con chuột đang chạy loạn vậy, là chân khí sao? Ngô Bình, đúng vậy, bây giờ tôi giúp cậu đưa chúng vào kinh mạch, thuận tiện giúp cậu mở ra linh khiếu trong toàn bộ cơ thể, được không? Thiếu niên gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Ngô Bình, quá trình có chút đau đớn, cậu phải nhẫn nhịn. Thiếu niên cắn răng, tôi không sợ. Ngô Bình lập tức thi triển chiêu thức cưỡng ép chân khí hỗn loạn trong thân thể thiếu niên quay về đúng vị trí, sau đó đả thông linh khiếu, dẫn dắt chân khí vận hành. Tuy thiếu niên kêu la thảm thiết, nhưng vẫn cắn răng kiên trì giữ cơ thể không động đậy. Mấy phút sau, khối u sau gáy dần dần biến mất, hiển nhiên bên trong nó là chân khí quay về vị trí. Tự nhiên nó cũng sẽ biến mất. Sau khi chân khí hồi phục thì lại vận hành, toàn thân thiếu niên thông suốt, cảm giác được trong người đầy sức lực, có một luồng khí thế như kinh thiên động địa. Ngô Bình rất hài lòng, nói, không ngờ tư chất cậu lại tốt vậy, không tu luyện cũng có thể tự sản sinh ra chân khí, điều này chứng tỏ cậu là thiên tài tu hành. Cậu có muốn học cách tu luyện cao hơn để trở thành tiên nhân không? Phạm Cửu Lực vui mừng, trong lòng phấn khởi. Vội quỳ xuống dưới đất nói, tôi đồng ý. Xin anh hãy dạy cho tôi. Ngô Bình đưa cho thiếu niên phương thức liên lạc, cậu quay về thương lượng với người nhà chút, sau đó liên lạc với tôi. Khi tu luyện với tôi, có thể cậu sẽ không được gặp người nhà một khoảng thời gian dài. Phạm Cửu Lực nói, vâng, tôi bàn bạc với người nhà xong thì sẽ lập tức tìm anh. Cứ thế, Ngô Bình vừa trị bệnh vừa phát hiện không ít hạt giống tu hành, nếu tư chất không tệ. Anh sẽ để lại phương thức liên lạc, bảo bọn họ có thể tìm anh bất kỳ lúc nào. Đến giờ cơm trưa, Ngô Bình đóng cửa phòng bệnh. Lúc này, anh đã chữa trị cho 10 người, đến lúc nghỉ ngơi chốc lát rồi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra là anh đi tìm Liễu Y Y. Trong ký ức của Liễu Y Y không có anh, vì vậy anh phải nghĩ cách tiến vào thế giới của Liễu Y Y, như vậy mới dễ dàng giúp cô ấy mau chóng hoàn thành luân hồi đại kiếp. Lúc này, khu bệnh nhi bỗng náo loạn. Một tu sĩ tung một chưởng đánh bay một y tá, anh ta là người tu hành, trực tiếp đánh y tá bị thương nặng. Y tá không ngừng ho ra máu, tình trạng gần như không thể sống sót. Liễu Y Y dìu y tá, rơi lệ gọi, chị Tiểu Lệ. Sau đó cô ấy quát về phía tu sĩ ra tay kia, anh dựa vào đâu mà đánh người. Tu sĩ cười lạnh, đánh đám phế vật như các người, không chăm sóc tốt con trai tôi, đều chết hết đi. Nói rồi. Gã lao về phía Liễu Y Y, nhưng khi gã gần đến trước mặt Liễu Y Y, thì một bóng người đã chặn ngang phía trước. Tu sĩ giống giận, cút. Gã vươn tay kéo người kia, đối phương lại không hề dịch chuyển, thoáng chốc, tu sĩ này lập tức hiểu ra là mình gặp phải cao nhân, vội lùi vài bước hỏi, anh là ai? Người này chính là Ngô Bình, anh nhìn y tá bị thương nặng dưới đất, cúi người chữa trị cho cô ấy. Không lâu sau, y tá được trị thương xong. Anh đút cho cô ấy một viên đan dược. Cảnh tượng thần kỳ diễn ra, cô y tá khó nhọc người dậy, cảm kích nhìn Ngô Bình, cảm ơn bác sĩ Ngô. Danh tiếng của Ngô Bình, trong bệnh viện không ai không biết, ngay cả y tá cũng nhận ra. Liễu Y Y còn mừng hơn cả cô ấy, cảm ơn bác sĩ Ngô. Ngô Bình cười với cô ấy, không cần khách sáo, buổi trưa có thời gian cùng ăn cơm không? Liễu Y Y đỏ mặt, trong ký ức của cô ấy. Bản thân chỉ là một y tá nhỏ mà thôi, nhưng bác sĩ Ngô trước mặt đây lại là vị thần trong lòng các nhân viên y tế. Tu sĩ kia thấy Ngô Bình không quan tâm đến gã thì tức giận nói, tôi đang nói chuyện với anh. Ngô Bình vung tay, một ấn chưởng xuất hiện trước ngực tu sĩ, gã thét lớn,
bị đánh bay xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, lục phủ ngũ tạng của gã vỡ vụn, hơi thở yếu ớt. Ở phía sau, một cô gái ôm lấy gã khóc lớn, chồng ơi, anh sao vậy? Tu sĩ muốn nói, nhưng vừa mở miệng là đã phun máu, bên trong có cả mảnh vỡ nội tạng. Cô gái tức giận nhìn Ngô Bình, tại sao anh lại đánh người? Ngô Bình lạnh nhạt nói, bây giờ gã bị thương nặng chính là do vừa rồi đã đánh trọng thương y tá. Hiện tại tôi cũng chỉ trả nghiệp cho gã thôi, tốt nhất là mau tìm một bác sĩ chữa trị cho chồng cô đi, bằng không gã có thể mất mạng đấy. Bác sĩ và y tá đều âm thầm khen ngợi, rất nhiều đồng nghiệp của bọn họ đã từ chức, bởi vì hiện tại làm bác sĩ quá nguy hiểm, mỗi ngày đều có người bị thương, thậm chí bị đánh chết. Quá nguy hiểm. Cô gái tức giận nói, chồng tôi là người của Mãnh Hổ Bang, anh dám đánh anh ấy, Mãnh Hổ Bang sẽ không tha cho anh. Ngô Bình, tôi tên Ngô Bình, là bác sĩ ở đây. Cô có thể bảo người của Mãnh Hổ Bang đến tìm tôi. Sau đó anh lại cười nói với Liễu Y Y, nghe nói cô là người đẹp nhất ở khoa nhi, hôm nay vừa gặp, đúng là danh bất hư truyền. Liễu Y Y càng đỏ mặt, cúi đầu không biết nói gì. Ngô Bình nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi, cùng nhau ăn bữa trưa đi. Các bác sĩ và y tá xung quanh trêu chọc, Y Y, cô đi đi, buổi tối cũng không cần quay về, chúng tôi trực ban giúp cô. Liễu Y Y chừng bọn họ, sau đó nói với Ngô Bình, xin lỗi bác sĩ Ngô, tôi còn phải đi làm nữa. Ngô Bình, bây giờ không phải đang nghỉ rồi sao? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, không làm trễ nãi công việc đâu. Bởi vì Ngô Bình từng cứu mình, Liễu Y Y cũng khó mà từ chối, cô ấy gật đầu, được thôi, để tôi mời bác sĩ Ngô bữa cơm nha. Ngô Bình cười nói, được, nhà hàng Hoàng Tân gần đây nấu ăn cũng được lắm. Nhà hàng Hoàng Tân cách bệnh viện không xa, đi xe cũng chỉ tốn 10 phút. Khi đến nhà hàng Hoàng Tân, Ngô Bình mới phát hiện nơi này đã đổi chủ lâu rồi, nhân viên phục vụ đều là những người mới. Lâu lắm rồi anh không liên lạc với Lý Hạo Xuyên, bèn hỏi nhân viên phục vụ, ông chủ các anh là ai vậy? Nhân viên phục vụ lạnh mặt nói, tốt nhất là bớt hóng hớt nhiều chuyện nếu không cần thiết đi. Ngô Bình nhíu mày, nói các anh đối xử với khách như vậy sao? Nhân viên phục vụ cười lạnh, thế nào, anh không phục sao? Có tin tôi ném anh ra ngoài cho chó ăn không? Dầm. Vì vậy nhân viên phục vụ bắt đầu dập đầu, mỗi lần dập xuống đều nện xuống đất. Dập mười mấy cái, nhân viên phục vụ cũng cầu xin, đại ca, tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi. Lúc này, từ phía sau có một đám người đi đến, người đi đầu tức giận hỏi, có chuyện gì? Ngô Bình bình tĩnh nói, ai biết, người này đột nhiên dập đầu với tôi. Người này tai to mặt lớn, vẻ mặt hung dữ, lạnh giọng nói, cậu bạn. Người quang minh không làm chuyện mờ ám. Dám đến nhà Hoàng Tân tôi gây sự, anh đã nghĩ hậu quả chưa? Ngô Bình cười lạnh, hậu quả. Tôi chỉ là đến ăn cơm, hỏi một câu ông chủ là ai, mà cứ thứ chó má này đã chừng mày trợn mắt. Bảo ông chủ các anh ra đây gặp tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ san bằng cả nhà hàng Hoàng Tân này. Mạnh miệng nhỉ, người đàn ông cười lạnh một tiếng, biết ông chủ chúng tôi là ai không? Ngô Bình, mặc kệ là ai. Ở trước mặt tôi cũng chỉ như thằng nhóc thôi. Người đàn tức giận, vung quyền muốn đánh về Ngô Bình, nhưng tay vừa vung được một nửa, thân thể đã cứng đờ, không thể động đậy được gì. Ngô Bình bĩnh tình nói, đi gọi ông chủ của các người ra đây. Anh vừa nói xong, có người đã chạy đi ngay. Chưa đến nửa phút đồng hồ, một thanh niên vội bước đến, gã nhìn xung quanh, trong lòng sợ hãi, ôm quyền nói, anh bạn, nhân viên của tôi đã mạo phạm, tôi xin tạ lỗi với anh. Ngô Bình quan sát người thanh niên này, hỏi anh là ông chủ ở đây. Người thanh niên nói, chính là tại hạ. Ngô Bình, nhân viên phục vụ chỗ anh rất kiêu ngạo, nói muốn ném tôi ra ngoài cho chó ăn, còn muốn ra tay với cả tôi. Người thanh niên nói, xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm, trở về nhất định tôi sẽ dạy dỗ bọn họ đàng hoàng. Ngô Bình cười lạnh, dạy dỗ, hôm nay là tôi có thể đối phó với bọn họ, nếu đổi lại là người không có năng lực phản kháng. Chẳng lẽ thật sự sẽ bị ném ra ngoài sao? Người thanh niên nói, là lỗi của tôi. Ngô Bình, tôi nhớ ông chủ nơi này vốn là Lý Hạo Xuyên, ông ấy đâu? Người thanh niên biến sắc, anh quen ông ấy. Ngô Bình, chúng tôi là bạn bè. Người thanh niên nói, ông chủ nơi này gặp phải kẻ cướp, cả nhà đều chết. Tôi thu mua nhà hàng này từ tay người khác,
Ngô Bình nhìn nhân viên phục vụ nói, anh nói thật đi, ông chủ nơi này, Lý Hạo Xuyên đi đâu rồi? Hiện tại lời anh gần như là lời vàng tiếng ngọc, nói sao làm vậy, miệng nhân viên phục vụ bị khống chế, lập tức trả lời, Lý Hạo Xuyên không chịu giao ra nhà hàng, bị ông chủ đánh chết rồi. Người nhà ông ấy đến náo loạn, cũng bị đánh chết, thân thể bị ném vào vịnh Bạch Long. Nhân viên phục vụ nói xong, trong mắt lộ vẻ kinh sợ, chuyện gì thế này? Tại sao lại không khống chế được miệng mình chứ? Người thanh niên cũng kinh ngạc, kêu lên, anh là thiên tiên. Trong nhận thức của gã, có thể thao túng người khác thì nhất định phải là thiên tiên. Ngô Bình cười lạnh, tôi là người giết anh, quỳ xuống. Thực lực người thanh niên cũng không yếu, là tu vi nhân tiên nhưng đáng tiếc, trước mặt Ngô Bình, người này chỉ như con kiến, nghe được tiếng quát là lập tức quỳ xuống. Kể lại toàn bộ đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm đó, không được giấu giếm, anh lạnh lùng nói. Miệng người thanh niên bị khống chế, trong lòng suy nghĩ gì là lập tức nói ra. Thì ra, lúc ấy linh khí vừa khôi phục, thiên hạ loạn lạc. Lý Hạo Xuyên không dám làm ăn, cả nhà trốn tránh trong nhà hàng, vì vậy ông ấy tiết kiệm không ít lương thực. Người thanh niên này là một tu sĩ mới nổi lên gần đây, sau khi linh khí phục hồi, gã đột nhiên khai khiếu, tu vi bỗng tăng vọt, một bước trở thành nhân tiên. Vốn dĩ gã là người yếu đuối, tên là Lưu Đắc Thắng, không tiền không thế, trước giờ đều làm công cho người khác, từng làm tại nhà hàng Hoàng Tân một thời gian. Trong thời gian, thực ra Lý Hạo Xuyên đối xử với gã không tệ, rất quan tâm, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho gã. Sau đó Lưu Đắc Thắng kết hôn, Lý Hạo Xuyên còn cho gã mượn tiền mua nhà. Thế nhưng, Lưu Đắc Thắng chẳng những không cảm kích Lý Hoạt Xuyên, trái lại còn cảm thấy Lý Hạo Xuyên dựa vào đâu mà có tiền rủng rỉnh, ăn ngon uống tốt, còn mình lại nghèo khó. Vì vậy, sau khi trở nên mạnh hơn, gã đến tìm Lý Hạo Xuyên. Hành vi của gã cực kỳ ác độc. Đầu tiên là đánh Lý Hạo Xuyên một trận, ép giao ra tiền bạc thẻ ngân hàng, sau đó lại làm nhục vợ Lý Hạo Xuyên ở trước mặt thân nhân họ. Lý Hạo Xuyên tức giận, liều mạng với gã, bị gã dùng một chưởng đánh chết, sau lại đánh chết vợ, con gái ông ấy và các nhân viên nhà hàng. Sau đó, gã liền chiếm lấy nhà hàng Hoàng Tân, tiếp tục mở cửa kinh doanh. Nghe đến đây, sắc mặt Ngô Bình cực kỳ u ám, anh đứng dậy đánh người này mấy chục cái. Vừa đánh vừa dùng hơn 20 thủ đoạn độc ác, nhưng lại không để người chết ngay lập tức. Lưu Đắc Thắng kêu thảm thiết, đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, âm thanh vô cùng bi thảm. Lưu Y Y bị dọa sợ, nói, gã sao vậy? Ngô Bình bình thản nói, xin lỗi, chúng ta phải đổi chỗ ăn cơm thôi. Nhà anh cũng gần đây, chúng ta tự mình nấu ăn đi. Họ đi qua ngõ lớn tại Vịnh Bạch Long, đến biệt thự Vịnh Bạch Long số 1. Sau khi vào nhà, anh chọn vài nguyên liệu rồi tự mình nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn cũng không ít, gà, cá, nấm, thịt khô, đào tiên gì đó cũng có mười mấy thứ. Mà với nguyên liệu tốt nhất, thường chỉ cần xử lý đơn giản là có thể tôn lên mùi vị của nó. Khi Liễu Y Y nhấm nháp đồ ăn anh làm, cô ấy lập tức trợn to hai mắt, bác sĩ Ngô, ngon quá. Ngô Bình cười nói, Y Y, chúng ta xưng anh em nhé. Hình như em đang ở ký túc xá nhân viên. Chỉ bằng dọn vào đây ở cho an toàn. Liễu Y Y lập tức xua tay, không được, sao em có thể ở nhà anh chứ? Ngô Bình, không sao, dù gì cũng trống không mà, bình thường anh cũng không ở nhà, em cứ xem như là giúp anh trông nhà đi. Liễu Y Y vẫn còn muốn từ chối, Ngô Bình bèn nói, thỉnh thoảng anh sẽ đến làm cơm, lúc đó em lại thưởng thức tay nghề của anh. Liễu Y Y nghĩ đến món ngon này, lại không thể từ chối, cô ấy nói. Vậy cũng được, em có thể trả tiền thuê cho anh. Ngô Bình khẽ cười, tiền thuê thì không cần, em có thời gian thì giúp anh dọn dẹp vệ sinh một chút, hay dọn cỏ thôi. Liễu Y Y gật đầu, được, em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hai người đang ăn cơm thì có một đám người đi về phía này, người đi đầu chính là công chúa Thiên Mông, lần trước cô ta đã chiếm phòng của Ngô Bình, kết quả bị Ngô Bình đòi hơn chục triệu tiền báu. Một người trông giống bảo vệ nói, công chúa, tôi vẫn luôn quan sát. Một tiếng trước, người kia đã quay về, còn dẫn theo một cô gái. Công chúa Thiên Mông hừ lạnh, tôi tìm hắn đã lâu rồi, đến đúng lúc lắm. Nói rồi, cô ta nhìn một người thanh niên bên cạnh, dịu dàng nói, quan công tử, người bên trong đã lừa tôi rất nhiều tiền, tôi nuốt không trôi cục tức này. Vẻ mặt người đàn ông u ám, lông mi dài, trông có chút hung ác, người đắc tội với công chúa.
tôi sẽ khiến gã sống dở chết dở. Đám người này còn chưa tới cửa Ngô Bình đã cảm nhận được. Anh đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt nhìn công chúa nước Thiên Mông. Hai người bốn mắt nhìn nhau, công chúa nước Thiên Mông không khỏi cười lạnh một tiếng. Lần trước tôi bị anh ức hiếp, hôm nay tôi mời chồng chưa cưới là anh quản tới đây. Nếu anh thông minh thì ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi tôi có thể không giết anh. Mặt Ngô Bình chẳng có biểu cảm gì, thời thế này đúng là khó làm người tốt. Công chúa Thiên Mông, khi trước tôi tha chết cho cô, lại còn bán thánh tâm đan giá rẻ cho cô, bây giờ đổi lại là sự trả thù của cô sao? Được thôi, tất cả những người tới đây hôm nay đều phải chết, tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Quản Phi Long kia hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, mày to mồm đấy. Công chúa Thiên Mông cười mỉa, anh mở to mắt ra mà nhìn, anh ấy là Quản Phi Long đấy. Thiên tài cảnh giới địa tiên đứng đầu thiên đạo môn, là thiên kiêu đứng thứ 84 trên bảng tiên tôn. Vốn đã rất hiếm người đạt đến cảnh giới đoạt thiên, người này lại là nhân vật có trên bảng tiên tôn, có thể thấy được thực lực đúng là rất mạnh mẽ. Ngô Bình khẽ than, công chúa Thiên Mông, vì sự ích kỷ của mình mà cô đã hại chết thiên kiêu của thiên đạo môn, cô nghĩ thiên đạo môn có tha cho cô không? Có tha cho nước Thiên Mông của cô không? Công chúa Thiên Mông hừ một cái thật mạnh, đừng cứng mồm thế, nếu hôm nay anh không dập đầu xin lỗi tôi thì người chết chính là anh. Ngô Bình nghiêm mặt nói, tôi là Tổng đốc nước Long, nếu các người dám ra tay với tôi chỉ có thể giết các người để phòng vệ, các người tự liệu đi. Quản Phi Long kia nhíu mày, đúng là ngông cuồng, chết đi cho tao. Hư không chấn động, bỗng có một bàn tay ánh vàng xuất hiện xung quanh Ngô Bình, phù văn trên đó lập lòe, ẩn chứa khí tức giết người đáng sợ, chộp về phía anh. Ngô Bình từng đánh với một tiên tôn, hơn nữa còn là một vị võ tiên tôn. Lúc đó anh mới chỉ là nhân vương thôi, thực lực còn hơi yếu nhưng vẫn có thể trốn thoát được. Bây giờ thực lực của anh mạnh hơn trước gấp cả trăm lần, đối mặt với tiên tôn đoạt thiên này, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Anh thi triển kiếm vực, bàn tay ánh vàng kia vừa tiến lại gần thì bỗng tan biến. Cùng lúc đó, anh xuất hiện ngay sau lưng Quản Phi Long, đánh một quyền vào lưng hắn ta. Rắc! Cột sống của Quản Phi Long lập tức bị anh đánh gãy. Cả người bay ra xa mấy chục mét, đập mạnh xuống đất. Dầm. Sau đó anh thi triển ngũ hành phiên thiên ấn, một màn sáng chết chóc năm màu ập xuống, năm con rồng xuất hiện cùng một lúc, áp xuống người Quản Phi Long. Xin hãy nương tay. Trên người Quản Phi Long bỗng bốc lên một màn sáng tím, không thể xem thường màn sáng tím này được, màn sáng tím có thể cản được ngũ hành phiên thiên ấn của anh khiến nó lơ lửng giữa không trung. Sau đó không gian xung quanh vặn vẹo. Không gian bị xé rách, một bàn tay lớn thỏ ra, lôi Quản Phi Long vào trong. Sau đó giọng nói kia vang lên, cậu bạn, hôm nay đã đắc tội rồi, nói xong, không gian bị xé rách nối liền lại, giọng nói cũng biến mất. Công chúa Thiên Mông đã thẫn thờ, thiên tài thiên đạo môn như Quản Phi Long mà cũng không phải là đối thủ của Ngô Bình, lại suýt chút bị anh giết chết. Ngô Bình quay người, lạnh lùng nhìn chòng chọc công chúa Thiên Mông, anh nói, cô tự sát hay đợi tôi ra tay. Mặt công chúa Thiên Mông tái mét, cô ta quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tôi biết sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi một lần. Ngô Bình thờ ơ nói, tha cho cô, cũng được, nhưng lần này cô phải trả giá đắt cho sự tùy hứng của mình. 5 tỷ tiền báu, cho phụ vương của cô 3 ngày để chuẩn bị. Nếu trong vòng 3 ngày tôi không nhận được tiền, thì tôi sẽ giết hết tất cả các người, không chừa một ai. Công chúa Thiên Mông suy sụp ngồi bệt xuống đất, trời ơi! Có bán cả nước cô ta đi cũng không có được 5 tỷ. Cô ta khóc, tôi sai rồi. Phụ vương của tôi thật sự không lấy đâu ra 5 tỷ được. Hu hu, xin anh tha cho tôi một lần. Ngô Bình vô cảm nói, Quản Phi Long là chồng chưa cưới của cô có thể mượn hắn. Bây giờ, cô có thể phái một người ra ngoài để báo tin. Công chúa Thiên Mông đã biết mình không thể cầu xin được nữa, bất lực cử một thuộc hạ trở về nước Thiên Mông để báo cáo chuyện này. Ngô Bình lạnh giọng nói, các người đều ra sân đứng đợi đi. Anh vừa dứt lời, đám người kia đều mất khống chế đối với cơ thể của mình, ngoan ngoãn ra sân đứng, không thể động đậy được. Trở về phòng ăn, anh tiếp tục dùng bữa với Liễu Y Y, cười hỏi, Y Y, em có bạn trai chưa? Liễu Y Y lắc đầu, đỏ mặt đáp, vẫn chưa ạ. Ngô Bình, thế em thấy anh thế nào? Liễu Y Y vô cùng xấu hổ, cô ấy nói, bác sĩ Ngô rất tốt. Ngô Bình, em là y tá, anh là bác sĩ, chúng ta xứng đôi lắm, hay là anh làm bạn trai em nhé?
Liễu Y Y ngớ người ra, ấp úng nói, bác sĩ Ngô, anh ưu tú như thế, em không xứng với anh. Ngô Bình, giữa nam nữ không có xứng hay không xứng, chỉ có thích hay không thích. Anh thấy em xinh đẹp, dịu dàng, lại lương thiện, anh rất thích em. Anh thẳng thắn quá dọa sợ Liễu Y Y, cô ấy ngây ngốc nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Ngô Bình cười nói, em không cần trả lời vội, cứ về suy nghĩ thật kỹ đi. Ăn cơm xong, hai người quay về bệnh viện. Lúc đi, Ngô Bình để hóa thân kiếm đạo ở lại canh chừng công chúa Thiên Mông, còn anh thì tiếp tục trở lại bệnh viện làm việc. Buổi chiều bệnh nhân càng đông, đa số đều là bệnh nan y khó chữa, những bác sĩ khác đều bó tay, chỉ có thể tìm anh giúp đỡ. Qua buổi sáng, bây giờ danh tiếng của Ngô Bình đã nổi như cồn, thế nên buổi chiều có rất nhiều tu sĩ, thậm chí cả những nhân vật lớn tới tìm anh khám bệnh. Nhưng ai đến cũng phải xếp hàng, hoặc bỏ tiền ra mua số của những người xếp trước. Chỉ là số người bằng lòng bán số vô cùng hiếm hoi, thế nên đa số chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng đợi. Đến bệnh nhân thứ 20, anh thấy đây là một chàng trai trẻ tầm 30 tuổi, sắc mặt khó coi. Anh ta vừa ngồi xuống, Ngô Bình đã thấy không ổn, âm khí trên người anh ta dày đặc, tròng trắng mắt thì nhiều, tròng đen thì ít. Anh nghiêm mặt nói, gan của mày lớn đấy, dám chạy tới trước mặt tao, mày muốn chết à? Thì ra anh đã cảm nhận được người này đã bị ma nhập. Ai ngờ, người này lại quỳ xuống đất nói, bác sĩ, tôi bị ma nhập rồi, nhưng tôi vẫn có thể giữ được tỉnh táo, xin anh cứu tôi với. Ngô Bình ngạc nhiên nói, rõ ràng tu vi của anh không cao lắm, hơn nữa tà ma này lại rất mạnh, sao anh có thể giữ được tỉnh táo? Người kia đáp, bằng một cách kỳ diệu nào đó, lúc tôi lên ba đã học được một bộ tâm kinh, tôi tụng tâm kinh thì tà ma này không làm gì được tôi cả. Chỉ là thế này khiến tôi rất khó chịu. Ngô Bình trầm tư, anh có thể đọc tâm kinh đó cho tôi nghe thử không? Người kia trả lời, bác sĩ, tâm kinh này của tôi rất đặc biệt, chỉ có thể thầm niệm trong lòng, không thể nào nói ra bằng lời được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, không sao, anh cứ niệm trong lòng là được rồi, nói rồi anh thả thần niệm vào trong ý thức của đối phương, xem thử rốt cuộc anh ta đã niệm kinh gì. Lúc này, linh hồn hai người có một sợi dây kết nối. Đây là một loại năng lực mới mà anh có được sau khi luyện thần ma cửu biến, tên là kết nối linh hồn. Kết nối linh hồn không chỉ có thể giúp hai bên tâm ý tương thông mà còn có thể cùng chịu tổn thương, bù đắp lẫn nhau, cùng tiến bộ. Chàng trai thầm niệm tâm kinh, Ngô Bình lập tức ghi nhớ. Học được tâm kinh, anh rất bất ngờ, cảm thấy tâm kinh này rất huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý nhưng không thể truyền đạt lại bằng lời. Anh hỏi, anh còn biết tâm chú nào khác không? Chàng trai, có, lúc tôi 10 tuổi, 16 tuổi, 24 tuổi cũng lần lượt nhớ ra những đoạn kinh khác nhau, nhưng chưa từng dùng. Ngô Bình, anh thầm niệm toàn bộ đi. Người này lập tức thầm niệm 4 đoạn kinh văn, chúng lần lượt là luyện ma kinh, quang minh kinh, lôi kinh và đoàn long kinh. Ngô Bình nghe xong thấy thật kỳ diệu, anh nói, bây giờ tôi giúp anh trừ ma nhé. Nói xong anh kích hoạt tâm kinh, bỗng chốc, thần hồn của cả hai cùng chấn động. Tà ma nhập vào người chàng trai kia vô cùng thống khổ, nó lập tức muốn trốn chạy. Nhưng sau đó anh lại thi triển quang minh kinh, tà ma kia bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến. Tâm kinh và quang minh kinh này rất thần kỳ, chỉ là người này không có tu vi gì, chỉ là một người phàm nên không có uy lực. Nhưng Ngô Bình thì khác, nguyên thần của anh mạnh mẽ, chỉ cần thi triển một chút thôi thì tà ma đó đã không chịu nổi rồi. Ngắt kết nối linh hồn, Ngô Bình cười nói. Vừa nãy tôi đã cho anh một tạo hóa, sau khi về nhà anh có thể thử tu luyện. Đây là căn bản tu hành mà tôi đã biên soạn, anh tu luyện cho tốt nhé. Chàng trai cảm ơn rối rít rồi lui ra ngoài, trợ lý đứng bên hỏi, bác sĩ Ngô, sao anh ta lại bỗng dưng biết một đoạn kinh văn vậy? Ngô Bình nói, trên đời này có rất nhiều thứ bất diệt, chúng nó có linh tính, có thể tồn tại ở những hình thức khác nhau. Những đoạn kinh này là những thứ đỉnh của đỉnh, cộng hưởng với thiên đạo. Có thể tồn tại rất rất lâu. Đồng thời do cơ duyên trùng hợp, được người kia học được. Thế nên anh ta chỉ là một người trung gian truyền đạt kinh văn thôi. Trợ lý đăm chiêu, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng ngại hỏi tiếp. Tan làm, anh trở về biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Anh vừa về chưa bao lâu thì nước Thiên Mông cũng đã cử sứ giả tới. Sứ giả là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, dẫn theo hai tùy tùng. Ông ta mang theo rất nhiều lễ vật. Thuyết phục hết mức, hy vọng Ngô Bình có thể rộng lượng bớt lại chút ít tiền.
nhưng Ngô Bình quyết tâm muốn công chúa Thiên Mông biết điều, thế nên từ chối mọi lời mặc cả. Cuối cùng, sứ giả kia bất lực nói, nếu đã vậy thì thưa cậu, vua của chúng tôi quyết định từ bỏ công chúa Thiên Mông, từ nay trở đi, để cô ấy làm người hầu của cậu ạ. Ngô Bình nghe thế thì ngẩn người, gì cơ, mới thế đã từ bỏ rồi á. Anh rất muốn nói đưa 1 tỷ cũng được, nhưng sứ giả đã bỏ đi mà đầu không thèm ngoảnh lại. Công chúa Thiên Mông sững sờ, bỗng ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cảm giác bị phụ vương vứt bỏ thật đau khổ. Ngô Bình thấy khó chịu, anh cần tiền chứ cần cô gái mất não này làm gì. Anh lạnh lùng nói, đừng khóc nữa, còn khóc nữa tôi vứt cô vào lò luyện minh thần luyện thành đan dược bây giờ. Quả nhiên công chúa Thiên Mông nín khóc ngay, cô ta đáng thương nhìn Ngô Bình, tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi. Ngô Bình cười khẩy, lúc cô tìm người gây chuyện với tôi sao không nghĩ có ngày này. Tha cho cô là chuyện không thể nào, từ bây giờ cô là người hầu của tôi, đi đi, đi quét dọn vệ sinh cho tôi. Thật ra công chúa Thiên Mông này rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng bây giờ lại chẳng ngang ngược tí nào, Ngô Bình bảo cô ta làm việc thì cô ta ngoan ngoãn làm việc. Còn những tùy tùng của cô ta thì trở thành người chăm vườn, người chạy vặt, đầu bếp. Đều có nhiệm vụ cả. Đêm xuống, Ngô Bình mệt nhọc cả ngày ngồi xuống tĩnh tu, thầm niệm tâm kinh, niệm được vài lần thì anh cảm thấy tâm linh được gột rửa sạch sẽ. Sau đó anh lại niệm Quan Minh Kinh, quanh thân phát ra vầng sáng chói lọi. Sau đó anh niệm Lôi Kinh, khi niệm Lôi Kinh này, quanh thân sẽ lập lòe sấm chớp, mây rông mù mịt trên trời, uy lực khiếp người. Sấm chớp này có công hiệu tôi luyện thể phách. Còn sau khi niệm Đoàn Long Kinh thì sẽ sinh ra một hiệu quả rất thần kỳ. Nó dùng để luyện hình, luyện thần, nhưng mỗi lần niệm tác dụng rất nhỏ, cần phải niệm liên tục, tích lũy từng ngày từng tháng mới được. Cuối cùng là luyện Ma Kinh, kinh này có thể luyện hóa ma quỷ, hiệu quả đương nhiên cũng rất mạnh. Ngoài ra, anh phát hiện niệm lúc niệm 5 đoạn kinh, dường như mơ hồ giữa vũ trụ có các loại năng lượng tập trung lại, rót vào cơ thể anh, sinh ra biến hóa có lợi cho anh. Anh không ngừng niệm 5 đoạn kinh mãi cho đến lúc trời hửng sáng. Lúc này, tinh thần anh đã căng đầy, sức lực sung mãn, thân tâm đều thoải mái, nên nhân cơ hội tu luyện tầng 5 Tráng Cốt Kinh Thiên Cốt. Thiên cốt này hệt như một pháp bảo vậy, có thể tương ứng với đất trời, cộng hưởng với thiên đạo, điều này khiến anh có thể đạt được kết quả tốt hơn dù là trong tu luyện hay là lúc vượt tai kiếp. Quá trình tu luyện không thuận lợi cho lắm, mãi đến hơn 8 giờ anh mới luyện thành thiên cốt. Khi đã có thiên cốt, Ngô Bình phát hiện trong xương mình bỗng xuất hiện một thứ gì đó giống kinh mạch, anh gọi nó là cốt kinh. Năng lượng trong thiên cốt vận chuyển trong cốt kinh, khiến anh thấy thân nhẹ như én, không cần làm gì hết cũng đã có thể lơ lửng giữa không trung. Anh không có thì giờ để lĩnh ngộ sâu hơn, vì đã đến giờ đi làm rồi. Anh thay đồ, chớp mắt đã đến tầng thượng của bệnh viện, sau đó đi thang bộ xuống phòng khám làm việc. Cửa phòng khám đã mở, bên ngoài vẫn là hàng dài bệnh nhân. Anh ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc của mình. Đương nhiên là Ngô Bình không khám không công rồi, tiền khám cho những người có tu vi khá cao thâm sẽ hơi cao, ít thì mấy trăm tiền bùa, nhiều thì mấy chục nghìn tiền bùa. Thế nên một ngày làm việc anh cũng có thể kiếm được kha khá tiền. Lúc này, ở khoa nhi, một bác sĩ nam mới tới đang cầm một bó hoa tươi, khẽ cười tặng cho Liễu Y Y, nói Y Y, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Liễu Y Y luống cuống tay chân, lúc này trong đầu cô ấy toàn là hình ảnh của Ngô Bình, cô ấy lắc đầu, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Chàng trai đanh mặt lại, lạnh giọng nói, em có bạn trai rồi sao? Là ai, anh sẽ khiến hắn phải bỏ cuộc, không ai dám tranh bạn gái với cậu chủ Hải là anh đâu. Y tá xung quanh đều tỏ ra rất sợ hãi, kéo nhau tránh ra xa, vì cậu chủ Hải này có lai lịch rất ghê gớm, bố của anh ta là chân chạy vặt của tổng đốc đấy. Liễu Y Y rụt rè nói, anh, đừng có vậy, bạn trai tôi nóng tính lắm. Cô ấy nhớ rõ, hôm qua Ngô Bình chỉ tát một cái mà đã khiến kẻ ác gây chuyện kia bị thương. Tuy cô ấy không hiểu gì về tu hành, nhưng biết được người thường không thể nào sánh được với sự mạnh mẽ của Ngô Bình. Cậu chủ Hải hừ một cái, nói nhảm, trong mắt anh, không ai dám nổi nóng với anh đâu. Liễu Y Y chỉ có thể nói, bạn trai tôi là bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô, cậu chủ Hải kia ngơ ra một lúc, không hề có ấn tượng gì với Ngô Bình cả. Tuy anh ta cũng là bác sĩ, nhưng vì có bố làm việc cho phủ tổng đốc nên trước giờ chưa từng đi làm, chỉ thỉnh thoảng tạt qua một chút rồi đi. Anh ta ở đâu, cậu chủ Hải hỏi.
Liễu Y Y bất lực đành dẫn anh ta tới phòng khám của Ngô Bình. Cả khu vực lớn này đều là của Ngô Bình, bệnh nhân xếp hàng chật cả hành lang. Cậu chủ Hải giận đùng đùng xông tới trước cửa phòng khám, lạnh lùng nói, anh chính là bác sĩ Ngô. Tôi nói cho anh biết, tôi đã để ý Liễu Y Y rồi, tốt nhất anh đừng nên có ý đồ gì với cô ấy, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Ngô Bình không ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng một người đàn ông chọc đầu đứng sau lưng anh ta xếp hàng chờ khám bệnh lại tát một phát vào ót anh ta, mắng, quát tháo cái gì. Không thấy bác sĩ Ngô đang khám bệnh à? Cái tát này xem tát lệch đầu cậu chủ Hải. Anh ta ngồi hẳn xuống đất, đầu óc ong ong, đang định nổi cáu với người đàn ông chọc đầu thì phát hiện ra khí tức trên người ông ta quá mạnh mẽ, rất có thể là một vị địa tiên cảnh giới bất tử. Anh ta được mặt ra, địa tiên bất tử mà cũng tới khám bệnh á? Anh ta đang ngờ vực thì một ông cụ khác lạnh giọng nói, cút ngay, nếu không ông đây cho cậu hồn bay phách tán bây giờ. Ông cụ là một vị thiên tiên, khí tức mênh mông như biển. Lần này khiến cậu chủ Hải sợ mất mật, hét lên ôi mẹ ơi. Rồi chạy biến ra ngoài, đâu dám gây phiền phức cho Ngô Bình nữa. Thế mà lại là một vị tiên y, cậu chủ Hải lau mồ hôi hột, nhanh chóng chuồn. Đúng lúc này, một vị thiên tiên vừa được Ngô Bình chữa trị xong bước ra, lúc nhìn thấy cậu chủ Hải thì ông ta lạnh lùng nói, thứ khốn kiếp, cậu Ngô là người mày có thể ức hiếp à? Biến thành chó cho tao, cả đời ăn phân. Thiên tiên là sự tồn tại có thể thay trắng đổi đen, lời vừa dứt, cậu chủ Hải kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi lăn một vòng, sau đó thật sự biến thành một con chó ghẻ. Con chó này hoảng loạn, sủa một tiếng rồi quay đầu chạy ra ngoài, vị thiên tiên kia cười khoái chí rồi nghênh ngang rời đi. Trong phòng khám, Ngô Bình thấy Liễu Y Y tới, nói Y Y, sau này e ở lại chỗ anh giúp đỡ đi. Liễu Y Y cười hỏi, vậy được không ạ? Ngô Bình, được chứ, để lát anh nói với viện trưởng. Lúc này, có người đi vào phòng khám, Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái quen thuộc, chính là Tô Phi. Mắt anh sáng lên, cười hỏi, Tô Phi, sao cậu lại đến đây? Tô Phi mỉm cười, mình nghe nói bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh có một bác sĩ rất giỏi, tên là Ngô Bình. Mình biết là cậu nên tới thăm. Vân Đỉnh và Vân Kinh rất gần nhau, lái xe tới chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ. Trước đây lúc trời đất thay đổi, Ngô Bình cũng từng báo cho Tô Phi biết để chú ý an toàn, còn phái vài người tới bảo vệ cô ấy. Lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện trên đầu Tô Phi xuất hiện một đóa sen vàng, có ánh sáng đỏ vòng quanh, trong ánh sáng đỏ này có hàng tỷ phù văn, số phù văn này ngưng tụ thành hình tượng chân long và phượng hoàng. Anh ngẩn người, từ bao giờ vận khí của Tô Phi trở nên mạnh mẽ thế này? Tô Phi, tan làm mình có chuyện muốn nói với cậu. Ngô Bình nhìn thời gian, cũng đã sắp đến 5 giờ rồi, anh đứng lên nói, hôm nay tan làm rồi, mọi người mai lại đến nhé. Bệnh nhân nghe vậy cũng không dám nói gì, chỉ chia nhau ra về. Anh mời Tô Phi tới phòng nghỉ, cười hỏi, chuyện gì mà thần bí vậy? Tô Phi nhìn anh nói, cảm ơn trước đây cậu đã chăm sóc mình phải rời khỏi đây một khoảng thời gian. Ngô Bình động tâm niệm. Anh quan sát Tô Phi, thấy bây giờ cô ấy rất lạ, thần niệm của mình lại không cảm nhận được cô ấy. Hơn nữa, trong cơ thể của cô ấy có một luồng năng lượng rất kỳ lạ, đến khả năng nhìn thấu vạn vật của anh cũng không nhìn thấu được nguồn năng lượng này. Tô Phi, cậu làm sao vậy? Tô Phi cười nói, mình vốn là tu sĩ của hoang cổ giới, chạy trốn kẻ địch nên mới lánh nạn ở đây. Tô Phi lúc trước mà cậu gặp là một hóa thân của mình, bây giờ mới là bản thể của mình. Ngô Bình khá bất ngờ, đến cả mình cũng không nhìn thấu được tu vi của cậu, rốt cuộc cậu ở cảnh giới nào. Tô Phi đáp, hoàng đế, cũng gần như đại la sơ kỳ của các cậu. Ngô Bình trợn tròn mắt, đại la sơ kỳ. Tô Phi, mình nhận được tin, kẻ thù vì không tìm được mình nên đang bế quan đột phá, thế nên mình muốn trở về giết hắn. Ngô Bình hỏi, hoang cổ giới là nơi như thế nào? Tô Phi, chẳng phải cậu đã từng hấp thu hoang cổ thánh lực sao? Hoang cổ thánh lực đó là đến từ hoang cổ giới đấy. Ngô Bình gật đầu, mình biết rồi, nó ở một duy độ cao cấp khác. Tô Phi, cậu hiểu như vậy cũng được. Hoang cổ giới là thế giới thánh hoàng thượng cổ khai mở, nó là một thế giới cao cấp hơn cả tiên giới. Thật ra cậu có thể đi cùng mình tới hoang cổ giới, với tố chất của cậu, chỉ cần tu luyện một thời gian ở đó thì sẽ trở thành bá chủ của hoang cổ giới. Ngô Bình lắc đầu, tạm thời mình không đi được, có thời gian thì mình sẽ đi tìm cậu.
Tô Phi cười, cũng được, trước khi đi, mình tặng cho cậu một tạo hóa. Cô ấy bỗng ôm Ngô Bình, miệng đối miệng truyền một đốm sáng vào miệng anh, Ngô Bình trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy môi mình mát lạnh, sau đó là một luồng năng lượng huyền diệu chảy vào đan điền. Chưa kịp phản ứng lại thì Tô Phi đã đẩy anh ra, cười nói, cậu cố gắng tu luyện nhé, hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Nói xong, Tô Phi hóa thành một đạo cầu vồng, bay vút đi. Lúc Ngô Bình đuổi theo đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, không khỏi nghĩ ngợi. Anh cảm nhận trong đan điền, nguồn năng lượng huyền diệu đó đã ngấm vào đạo thổ của anh, trở thành một phần của đạo thổ. Ngay sau đó, đạo thụ xảy ra biến hóa kịch liệt, nó bắt đầu lớn nhanh như thổi, cuối cùng kết ra một quả màu vàng kim ở cành cây thứ 5, to như trái đào. Nguyên thần của anh lập tức chạy lại, hái quả xuống rồi ăn mất. Bất chợt, nguyên thần như bị say rượu, loạng choạng, vội trở về Âm Dương Thiên Cung. Nguyên thần say thì đương nhiên Ngô Bình cũng say, anh đi không vững, chợt được một người đỡ lấy, quay đầu nhìn thấy là Liễu Y Y. Liễu Y Y quan tâm hỏi, bác sĩ Ngô, anh sao vậy? Ngô Bình xua tay nói, không sao, anh về phòng nằm một chút. Không thể nào khống chế được thân thể nên anh chỉ có thể về phòng nghỉ. Phòng nghỉ này rất xa hoa, là do đích thân viện trưởng tìm người tới thiết kế trang trí. Mục đích chính là để Ngô Bình nghỉ ngơi cho tốt. Anh vừa nằm xuống đã cảm thấy đan điền nóng hầm hập, bất giác giơ tay kéo Liễu Y Y đang rót nước cho mình. Liễu Y Y đỏ mặt, bác sĩ Ngô, anh sao vậy? Ngô Bình xấu hổ, trong lòng thầm nói Tô Phi cho mình ăn thứ gì vậy? Sao lại sinh ra cảm giác mãnh liệt thế này? Hơn nữa, cảm giác này thật ra là do nguyên thần sản sinh ra, cơ thể anh chỉ chịu ảnh hưởng thôi. Lúc này, có người gõ cửa. Liễu Y Y mở cửa, người đi vào là Tử Phi. Cô ấy nhìn thấy Ngô Bình thì cười nói, quả nhiên là anh. Ngô Bình gượng ngồi dậy, nói, cô Tử Phi, sao cô lại đến đây? Tử Phi, nghe nói anh là thần y ở đây nên qua xem thử. Thật ra lần trước gây chuyện ở phủ tổng đốc anh đã nhìn thấy Tử Phi rồi, nhưng Tử Phi chỉ gặp anh với thân phận là Ngô Bình thôi, không biết anh chính là Lý Huyền Bình, thế nên lúc đó hai người không nói chuyện với nhau. Ngô Bình, mời ngồi. Y Y, pha trà cho cô Tử Phi. Bên cạnh chính là trà, Liễu Y Y vội đi pha trà. Tử Phi, không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay, cảm ơn thiên nhất thần đan mà anh đã cho tôi, nó đã giúp tôi rất nhiều. Ngô Bình, cô Tử Phi tu hành ở môn phái nào? Tử Phi cười nói, tôi là đệ tử của Thiên Đạo Môn, khi xưa bị sư phụ đưa tới nước Viêm Long để trông coi hoa thiên hồn, không ngờ lại bị anh cướp mất. May là anh biết luyện đan, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Ngô Bình hơi bất ngờ, thì ra cô là đệ tử của Thiên Đạo Môn, thất lễ. Tử Phi, anh bớt đi, đại sư luyện đan là anh cao quý hơn một đệ tử nhỏ của Thiên Đạo Môn như tôi nhiều. Lúc nói chuyện, nguyên thần của Ngô Bình bỗng xông ra ngoài, nhảy thẳng vào thần cung của Tử Phi. Linh hồn sơ sinh của Tử Phi đang ngồi yên trong đó, sau đó thấy nguyên thần của Ngô Bình xông vào. Cô ấy chưa kịp phản ứng lại thì nguyên thần của Ngô Bình đã kéo linh hồn sơ sinh của cô ấy về Âm Dương Thiên Cung. Nguyên thần không nói gì đã ôm chặt linh hồn sơ sinh của Tử Phi. Kiểu tiếp xúc linh hồn này còn nhanh hơn tiếp xúc cơ thể gấp nghìn lần, cả hai người đều bất giác lên một tiếng. Liễu Y Y không phát hiện ra, cô ấy hỏi, sao vậy? Ngô Bình không trả lời, anh chỉ nhắm mắt lại nói, Y Y, em về Vịnh Bạch Long bảo bọn họ dọn dẹp nhà cửa đi. Vâng. Liễu Y Y đẩy cửa đi ra ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Phi mở to, run run hỏi, anh. Muốn làm gì, lúc nói chuyện, cô ấy không ngừng lùi về sau, cơ thể có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Ngô Bình rất gượng, xin lỗi nhé, bây giờ tôi không thể khống chế được nguyên thần, vừa hay linh hồn sơ sinh của cô rất quyến rũ, thế nên. Tử Phi chợt cắn môi, nhào lên người Ngô Bình, tiếp xúc linh hồn mà không có tiếp xúc thân thể thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ. Tử Phi bây giờ cũng không nghĩ được nhiều, bất chấp tất cả nhào vào lòng Ngô Bình. Trong Âm Dương Thiên Cung, nguyên thần và linh hồn sơ sinh dường như hòa quyện làm một, thần hồn cộng hưởng, sau đó đã xảy ra một biến hóa kỳ diệu, nguyên thần của Ngô Bình bỗng có được những thứ có ích nhất trong linh hồn sơ sinh của Tử Phi. Đương nhiên, linh hồn sơ sinh của Tử Phi cũng có được những gì ưu tú của nguyên thần Ngô Bình. Hơn 2 tiếng sau, trời đã tối hẳn, nguyên thần và linh hồn sơ sinh mới tách ra. Sau đó, thân thể hai người cũng tách ra. Hai người nhìn nhau một cái, Tử Phi lặng lẽ đi tắm, tắm rửa sạch sẽ mới ra ngoài.
Lúc cô ấy bước ra, Ngô Bình đang ngồi trên sofa hút thuốc, vẻ mặt kỳ quái. Tử Phi nhìn anh chằm chằm, gan của anh không nhỏ đâu, dám ức hiếp nữ đệ tử của Thiên Đạo Môn. Ngô Bình liếc mắt, em thôi đi, vừa nãy em rên muốn bể cái nhà đấy. Tử Phi tức lồng lộn, anh còn nói nữa. Ngô Bình cười nói, việc này cho thấy anh với em có duyên, hơn nữa cả anh và em đều thu được lợi ích rất lớn. Tử Phi khẽ than, lúc 15 tuổi, sư phụ đã định hôn cho em, giờ thì hay rồi, em không thể gả cho người kia được nữa. Gia tộc của người kia cũng sẽ nổi trận lôi đình, Ngô Bình, anh có thể chịu được lửa giận của bọn họ không? Ngô Bình cười khổ, anh không ngờ Tử Phi đã được định hôn, anh hỏi, bên kia là ai? Tử Phi, đối phương là thiên kiêu của Thiên Đạo Môn, bố của anh ta là một trong 8 trưởng lão chủ chốt, địa vị rất cao. Đúng rồi, anh ta tên là Âu Chiến, là quái vật đứng thứ 37 trên bảng tiên tôn. Ngô Bình, nói vậy là anh đã phá hỏng chuyện tốt của em rồi. Vốn dĩ em có thể gả cho thiên kiêu, bây giờ lại phải đi theo một bác sĩ quèn như anh. Tử Phi khẽ cười, bác sĩ quèn cũng tốt lắm mà. Gia tộc của anh ta thế lực quá lớn. Em qua đó cũng chỉ là công cụ sinh con mà thôi. Thiên kiêu như Âu Chiến thiếu gì phụ nữ, hơn nữa người này cực kỳ lãnh khốc vô tình, em không hề muốn làm người phụ nữ của anh ta. Ngô Bình nghe ra được ý trong lời của cô ấy, sao lại nói là công cụ sinh con? Tử Phi chừng Ngô Bình một cái, lẽ nào anh không cảm nhận được à? Em là thể chất vô cấu, bất kỳ người đàn ông nào có được cơ thể em đều sẽ như được thay da đổi thịt. Hơn nữa, con cái em sinh ra sẽ có tố chất hơn hẳn bố của nó. Thế nên nhà họ Âu muốn em sinh con cho nhà họ, sinh càng nhiều càng tốt. Nhưng thể chất vô cấu mỗi lần sinh một đứa con là như mất đi nửa cái mạng. Ngô Bình, thì ra là vậy, xem ra em sợ sinh con. Nếu anh thích, em có thể sinh cho anh một đứa, Tử Phi nói. Ngô Bình vội đổi chủ đề, chẳng phải sắp tới có đại hội tiên truyền sao? Anh sẽ vào Thiên Đạo Môn. Tới lúc đó sẽ quang minh chính đại cưới em. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Phi sáng lên, với tố chất của anh thì đó không phải là vấn đề. Đúng rồi, còn 5 ngày nữa là tới đại hội tiên truyền, đến lúc đó em dẫn anh đi nhé. Ngô Bình, anh sẽ dùng thân phận Trương Tiểu Bình, đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông tới đó. Tử Phi, thì ra anh còn thân phận khác nữa. Ngô Bình, nhiều thân phận chút sẽ an toàn hơn mà. Mấy ngày nay em không có việc gì thì ở lại Vân Kinh, anh giúp em nâng cao tu vi. Tử Phi nói, em là thể chất vô cấu, tu hành chỉ có 2 mốc quan trọng khó thông qua, một trong số đó là cảnh giới Long Môn. Bây giờ em vẫn mãi chưa tìm được cơ hội đột phá Long Môn. Ngô Bình, Long Môn à, anh có thể giúp em. Mắt Tử Phi sáng lên, anh giúp được em à. Ngô Bình gật đầu, anh có thể giúp em thực hiện Long Biến của cảnh giới Long Môn. Lại còn không có nguy hiểm gì. Tử Phi vui mừng, quá tốt rồi, cảm ơn chồng. Ngô Bình gật cả mình, sao em gọi anh là chồng? Tử Phi nghiêm túc nói, anh đã có cơ thể của em, đương nhiên em là người phụ nữ của anh rồi, anh đừng hòng chạy nợ. Ngô Bình liếc mắt, thôi được, em muốn gọi gì cũng được. Bây giờ trời không còn sớm nữa rồi, chúng ta về trước đã. Vừa ra tới cổng bệnh viện, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Từ Quý Phi. Đã lâu rồi anh không có tin tức gì về Từ Quý Phi, nhưng nghe nói từ sau khi linh khí phục hồi, tu vi của ông ấy tăng vùn vụt, bây giờ nhà họ Từ đã có chỗ đứng ở Giang Nam rồi. Anh ba, Ngô Bình cười nói. Giọng của Từ Quý Phi nghe rất trầm ổn, mang theo uy nghiêm mà trước đây không có, ha ha, chú em, chú ở Vân Kinh mà sao không báo với anh tiếng nào thế? Ngô Bình, vừa đến mấy ngày ạ? Em chưa kịp gọi cho anh ba. Từ Quý Phi, tối nay anh định chiêu đãi vài bạn bè, chú có thời gian thì tới nhé. Ngô Bình không muốn gặp người lạ cho lắm, nhưng quan hệ của anh và Từ Quý Phi khá thân thiết, nên không do dự trả lời, được, em sang ngay. Anh đã chuyển nhà rồi, để anh gửi địa chỉ mới cho chú. Có được địa chỉ, Ngô Bình hỏi Từ Phi, đi gặp bạn với anh không? Từ Phi lại không mấy hứng thú, em không đi. Anh đưa em về nhà anh trước đi. Ngô Bình gật đầu, hai người cưỡi độn quang về biệt thự Vịnh Bạch Long trước. Đưa Tử Phi về nhà xong anh mới tới địa chỉ của Từ Quý Phi, là một trang viên rất rộng. Lúc anh tới trước cửa Từ Phủ đã thấy cửa phủ cao lớn, trước cửa có đến 8 người gác. Nhìn thấy Ngô Bình, một người trầm giọng hỏi, làm gì đấy?
Người kia lấy bộ đàm ra nói, quản gia, có một người muốn gặp Từ Tam gia, nói là Từ Tam gia mời tới chơi, ông hỏi giúp với. Nửa phút sau, bên trong vang lên tiếng, là Từ Tam gia mới tới đấy, để cậu ấy vào đi. Lúc này, Ngô Bình thấy trong lòng hơi khó chịu, mình tới rồi mà Từ Quý Phi cũng không ra đón sao. Không phải là anh kiêu ngạo, mà là với quan hệ giữa hai người, dù ai tới thăm ai thì người còn lại cũng sẽ ra tới cửa đón tiếp. Anh vào trong cũng chẳng có ai dẫn đường, anh chỉ có thể tự tìm. Đi một đoạn đường dài mới tới một ngôi nhà có kiến trúc cổ xưa. Lúc này, có một quản gia ra đón, cười nói, Ngô gia, cậu đến rồi ạ. Tôi là quản gia của Tam gia, mời cậu vào. Ngô Bình gật đầu, bước vào sảnh lớn. Bây giờ trong sảnh có bốn người ngồi, một người trong đó là Từ Quý Phi. Lúc nhìn thấy Từ Quý Phi, Ngô Bình lập tức ngây ra, Từ Quý Phi bây giờ đã đạt đến tu vi thiên tiên rồi. Cảnh giới của ông ấy luôn thấp hơn mình, sao có thể trở thành thiên tiên nhanh như vậy? Ba người còn lại cũng đều là thiên tiên, nhưng Ngô Bình phát hiện ra căn cơ của bốn người nông cạn, dường như đã dùng cách gì đó để ép tu vi tăng lên. Anh thản nhiên cười chào, anh ba. Từ Quý Phi cười vẫy tay với anh, chú em, mau lại đây ngồi. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh Từ Quý Phi, ông ấy cười nói, anh giới thiệu với chú, ba vị này đều là tri kỷ của anh. Ngô Bình ôm quyền, chào ba vị, lúc này anh phát hiện, một người trong đó hơi quen mặt. Nhoáng một cái, anh đã nhớ ra người này chính là Lưu Hải Vương, là người khi xưa đã nhảy ra ngăn cản anh khi anh báo thù cho anh em tốt của mình là Chu Phù Sinh. Lưu Hải Vương lạnh lùng hỏi, thằng nhóc, còn nhớ tôi không? Ngô Bình nheo mắt, Lưu Hải Vương, không ngờ ông đã là thiên tiên rồi. Lưu Hải Vương cười khà khà, khi xưa, cậu dẫn theo Lý Long Thần tới ức hiếp nhà tôi. Tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ Quý Phi cười nói, còn có chuyện này nữa à? Lưu Hải Vương, anh có thể hỏi cậu ta. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện xưa rồi, không cần nhắc lại nữa, tuy đối phương là thiên tiên nhưng anh không hề sợ, nên không muốn nói nhiều. Ánh mắt Lưu Hải Vương tràn ngập sự khinh bỉ, nói, anh ba, nói thế nào thì anh cũng là thiên tiên rồi, còn kết giao với hạng tôm tép này à? Từ Quý Phi cười ha hả, khi xưa chú em này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể quên ơn nghĩa của cậu ấy được. Ngô Bình thản nhiên nói, anh ba nói vậy là khách sáo rồi. Lưu Hải Vương, chuyện năm xưa luôn lấn cấn trong lòng tôi, khiến tôi suy nghĩ không thông. Anh ba Từ, tuy người này là bạn của anh, nhưng món nợ cũ này, tôi nhất định phải tính với cậu ta. Từ Quý Phi khẽ cau mày, ông ấy nói với Ngô Bình, người anh em, chú nể mặt anh. Xin lỗi anh Lưu một tiếng, nhún nhường một chút, được không? Ngô Bình im lặng, nếu anh là Từ Quý Phi thì chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ mình, nhưng Từ Quý Phi lại không làm vậy. Anh thờ ơ cười nói, đây là chuyện của em, không phiền người khác nhúng tay. Nói rồi anh đứng dậy, nhìn chằm chằm Lưu Hải Vương, ông cứ tự nhiên, tôi tiếp tới cùng. Lưu Hải Vương nhìn anh như nhìn một thằng ngốc, cậu chỉ là một địa tiên mà cũng dám nói với tôi lời này, tự tìm đường chết. Quỳ xuống cho tôi, tự cắt lưỡi mình đi. Đây chính là sự ngang tàng của thiên tiên, kích hoạt sức mạnh linh đài để thay đổi hiện thực. Lời này vừa dứt, bốn phương tám hướng đều có một nguồn năng lượng, áp lên người Ngô Bình, muốn anh quỳ xuống. Nhưng thực lực của anh trên cả hư tiên, Lưu Hải Vương này mới bước vào thiên tiên, căn cơ lại nông cạn, sao có thể ảnh hưởng tới anh được. Sắc mặt Ngô Bình không thay đổi, vẫn đứng thẳng tắp. Lạnh giọng nói, chỉ dựa vào chút sức mọn này của ông cũng dám bảo tôi quỳ. Lưu Hải Vương, quỳ xuống. Dứt lời, anh triển khai kiếm vực, trong kiếm vực, Lưu Hải Vương run rẩy, sắc mặt thay đổi, không kiểm soát được quỳ xuống đất. Những người còn lại không cảm nhận được kiếm vực nhưng cũng cả kinh, sao như vậy được? Ngô Bình tới trước mặt Lưu Hải Vương, vung tay tát một cái. Cái tát này khiến mặt Lưu Hải Vương lệch hẳn, răng rụng, thiên anh chấn động. Đau đớn thét lên một tiếng thảm thiết. Từ Quý Phi thất kinh, vội nói, chú em dừng tay. Ngô Bình lại như không nghe thấy gì, trở tay tát thêm hai cái nữa, đánh tới nỗi Lưu Hải Vương té ngã xuống đất, anh bước lên trước đạp lên người ông ta, lạnh lùng nói, trở thành thiên tiên thì ghê gớm lắm à. Huống chi ông mới chỉ là một hư tiên rác rưởi căn cơ nông cạn. Câu này nói cho Lưu Hải Vương nghe nhưng sao Từ Quý Phi nghe xong lại thấy mặt nóng ran, dường như vừa bị người ta tát một tai. Ông ấy cắn răng muốn lên trước ngăn lại, nhưng vừa bước vào kiếm vực, sắc mặt bỗng tái mét, đứng nguyên tại chỗ không dám cử động.
Ngô Bình giẫm lên đầu Lưu Hải Vương, lạnh lùng hỏi, ông là một kẻ rác rưởi có tố chất thấp kém, sao trở thành thiên tiên được, nói tôi nghe. Ba người còn lại đều kinh hãi, đây là bí mật chung của bọn họ, nếu để anh biết thì không ổn. Nhưng Ngô Bình quá mạnh, bây giờ bọn họ không có cách nào khác. Lưu Hải Vương cảm giác như mình sắp chết, run rẩy nói, đừng đánh nữa, tôi nói. Mấy tháng trước mấy người chúng tôi gặp nhau, tình cờ nhắc đến một nơi thần kỳ. Chúng tôi bàn nhau rồi tới đó thăm dò, mất nửa tháng mới biết đó là một động tiên, vốn dĩ chúng tôi không thể mở được động tiên đó. Nhưng bỗng nhiên mặt đất thay đổi bất thường, linh khí phục hồi, động tiên đó tự mở ra. Vào động tiên, chúng tôi phát hiện trong này có rất nhiều đan dược. Thì ra, động tiên này thuộc về một thầy luyện đan thời tiên quốc. Ông ấy luyện chế rất nhiều đan dược, chỉ cần uống theo thứ tự thì không cần tu luyện cũng có thể vào được cảnh giới thiên tiên. Chúng tôi quá đỗi vui mừng, lập tức dùng thử, mất 18 ngày, từ đầu tới cuối dùng 9 loại đan dược. Dùng 9 loại đan dược theo trình tự. Tu vi của chúng tôi không ngừng tăng lên, thuần dương, thần biến, linh biến, kết thai, anh biến, mãi đến cuối cùng là vũ hóa thành tiên. Thế mà lại có loại động tiên này, Ngô Bình cũng rất kinh ngạc, anh bây giờ cũng không thể đạt tới trình độ luyện đan này. Anh hỏi, động tiên đó ở đâu, các ông dùng hết đan dược trong đó rồi à? Lưu Hải Vương vội trả lời, không có. Trong động tiên đó có nhiều khu vực khác nhau, chúng tôi chỉ vào một khu vực trong đó mà thôi. Những khu vực khác có cấm chế ngăn cách, chúng tôi vào không được. Ngô Bình nói, dẫn tôi tới đó. Ba người còn lại nhìn nhau, bí mật lớn nhất của bọn họ cứ thế để cho người khác biết mất rồi, kẻ đó lại còn muốn chiếm lấy những lợi ích còn lại nữa. Nhưng dù biết vậy, họ cũng không dám cản Ngô Bình, vì anh thật sự quá khủng bố. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không hề mạnh hơn Lưu Hải Vương không phải là đối thủ của anh thì bọn họ cũng vậy thôi. Lưu Hải Vương nói, được, tôi đưa cậu đi. Ngô Bình nói với Từ Quý Phi, xin lỗi, em đi trước. Câu này anh thậm chí không còn gọi anh ba như trước đây nữa. Từ Quý Phi biết, vì sự lạnh nhạt và bạc tình của mình mà tình nghĩa hai bên đã không còn nữa. Ông ấy rất hối hận, vì sao mình vừa trở thành thiên tiên đã khinh thường người anh em tốt trước đây. Lại còn yêu cầu Ngô Bình xin lỗi kẻ từng là đối thủ của anh. Ông ấy còn muốn nói gì đó nhưng Ngô Bình đã dẫn Lưu Hải Vương bay lên không rồi. Sau khi họ đi, bầu không khí im phăng phắc, một người nói, rốt cuộc. Cậu ta là ai? Rõ ràng chỉ là một địa tiên, cùng lắm là cảnh giới thần hóa, nhưng lại có thể dễ dàng trấn áp thiên tiên, quá đáng sợ. Từ Quý Phi thở dài, nói, tôi đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Một người nói, động tiên mà chúng ta phát hiện ra không thể để cậu ta được lời như thế. Bây giờ tôi sẽ tung tin ra ngoài, để những cao thủ khác mau tới giành. Từ Quý Phi xua tay, bỏ đi, giữ lại chút tình, sau này còn gặp mặt nhau được. Cậu ấy bây giờ, không phải là người chúng ta có thể chọc giận được đâu. Mấy phút sau, Ngô Bình đã tới gần động tiên. Động tiên nằm trên một khu núi, xung quanh chẳng có người sinh sống, lối vào bị che lấp rất kín, vì thế cho nên từ trước đến nay cũng chỉ có mấy người bọn họ phát hiện ra thôi. Lối vào lơ lửng giữa vách núi, một cái cửa động nghiêng lên trên. Người đứng phía trên sẽ không thấy được cửa động, chỉ khi xuống đến một độ cao nhất định thì mới thấy được. Cửa động không lớn, chỉ đủ một người đi vào. Ngô Bình và Lưu Hải Vương kẻ trước người sau đi vào. Vừa đi vào trong, trong này là một mặt đất bằng phẳng, rước đất lót gạch ngọc thạch có phù văn, môi trường xung quanh trông có vẻ rất cổ xưa. Lưu Hải Vương nói, chính là ở đây, phía trước có một cánh cửa. Sau cánh cửa là phòng đá, bên trong có kha khá đan dược, nhưng bốn người chúng tôi đã chia đều hết rồi. Ngô Bình rồi nói, lúc ông tới đây có tu vi gì? Lưu Hải Vương, vừa thăng lên địa tiên. Ngô Bình, ông đứng yên ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung. Lưu Hải Vương đâu dám nói không, đáp, rõ. Anh xuyên qua khu vực này, quả nhiên thấy một cánh cửa, sau cánh cửa là một phòng đá. Trong phòng đá không có lối ra vào nào khác. Ra khỏi phòng đá, anh đi quanh một vòng, phát hiện còn có ba cánh cửa khác, nhưng trên cửa có cấm chế này rất kỳ diệu, đến mấy thiên tiên như Lưu Hải Vương còn không mở được. Anh tới trước một cánh cửa kim loại có màu vàng xanh, ấn tay lên trên đó. Bất chợt, một luồng năng lượng kinh người truyền từ trong cửa ra, chấn động khiến cánh tay anh tê dần. Một giây sau, cấm chế trên cửa bỗng biến mất, anh khẽ đẩy ra. Cánh cửa lớn màu vàng xanh chậm rãi mở ra.
Anh đi vào trong cửa lớn thì phát hiện đây là một động tiên, trong động rất nhiều linh khí. Vừa đi vào anh đã ngửi thấy mùi của khoảng 10 loại bảo dược và thần dược quý, ngoài ra còn có cả mùi đan dược. Rầm. Cánh cửa đằng sau lại đóng lại, Ngô Bình phát hiện cái động này rất lớn, ít nhất phải hơn 10.000 km vuông. Anh đang định đi khám phá xung quanh thì đột nhiên có một luồng sáng vụt qua. Một đứa trẻ tóc buộc chỏm đang nhảy chân sáo về phía anh. Đứa trẻ này nhìn chỉ khoảng 5-6 tuổi, mặc quần màu đỏ, váy bên ngoài màu xanh, đi chân trần, da trắng nõn, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao y như từ trong tranh nhảy ra vậy. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đứa trẻ này chính là đứa trẻ Nhân Sâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.